Rồi. Đây. Nối là chậm. Rồi, TV sẽ demo bằng cái video ở trên YouTube. Đây, tôi sẽ demo bằng một số cái video. Đó nha. Đó. Anh xem có nhìn thấy không ạ? Dạ có thể ạ. À. Đấy, đây là video tôi đã download về. Video như thế này. Rồi. Sắp cái đoạn video của cô. Với cái video này là video gốc chưa có tiếng. Đấy. Chưa có lồng tiếng à. Rồi. Thì cộng với cả cái video ở trên mạng về ở đây. Rồi. Đó. Video mà chưa có tiếng thì nó sẽ chưa hấp dẫn lắm. Nhưng mà về cover nó sẽ làm được kiểu như này. Bình thường ấy, nếu như mà chúng ta làm bằng diffusion ấy thì cái cách làm của nó là như này. Tức là nó sẽ lấy một cái hình ảnh, sau đó là nó tạo ra rất nhiều những cái biến thể khác nhau của cái hình ảnh đó, và cuối cùng ấy là nó gì ạ? Nó sẽ ghép trở lại. Đấy, ghép tất cả các video trở lại thành một cái gọi là video đấy. Đó, như thế. Nó sẽ ghép tất cả các video trở lại thành một cái video gốc như thế này. Đó, về cơ bản là cách làm của nó là như vậy. Được chưa? Với cái ảnh đưa vào cộng với cả mô tả đấy, thì nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái hình ảnh khác nhau, và sau đó thì nó ghép lại với nhau. Đấy, đơn giản nó là như vậy thôi. Đó. OK, đấy thì là một vài cái demo mà Huy đã làm ở trên Kaiber, và bây giờ thì sẽ chia sẻ cho anh chị em cách làm nó chi tiết hơn. Đây, đấy. Thì với video ở trên Kaiber thì việc đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta tạo cái tài khoản. Cái việc tạo tài khoản Kaiber thì nó rất là dễ thôi. Chúng ta đăng nhập bằng tài khoản Google là chúng ta có thể làm được rồi. Đấy, sau khi mà chúng ta đăng nhập xong thì nó có phần tạo video ở đây à. Nhưng mà trước khi mà chúng ta tạo video ấy thì chúng ta cần có gọi là đóng cái phí nho nhỏ. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ vào đây vào cái phần chọn các cái gói, sau đó thì chúng ta sẽ chọn một cái gói nào đó. Thì khi mà chúng ta mua một cái gói này, cái này nó gói là gói theo năm nhá, gói theo tháng này. Đấy, chúng ta chọn là gói theo tháng này,
thì nó sẽ xuất hiện cái phần 5 đô này. Đấy, thì chúng ta chỉ cần mua 5 đô một tháng thôi. 5 đô một tháng thì được 300 credit. 300 credit thì tương đương với khoảng độ 300 giây. Khoảng 300 giây mỗi giây tương đương 1 credit. Đúng chưa? Và video tối đa là dài 1 phút. Đấy. Rồi. Ngoài ra thì cái thằng này nó có một cái tính năng đó gọi là cho dùng thử. Cho khi mà chúng ta sử dụng cái gói này thì chúng ta sẽ không bị tính tiền ngay mà nó sẽ tính tiền sau đó khoảng một tuần. Đó, như vậy là và khi đó thì nó sẽ cho chúng ta đâu đó khoảng độ 30 credit để chúng ta thử nghiệm. Đấy, nó cho chúng ta 30 credit để chúng ta thử nghiệm nhưng mà tiền chưa mất. Sau khi chúng ta thử nghiệm hết 30 credit đó thì chúng ta có thể vào để hủy đi cái gói này mà không mất một đồng nào. Ok không ạ? Như vậy là chúng ta vẫn có thể dùng miễn phí. Mà nếu mà chúng ta tiếp tục muốn dùng miễn phí nữa, chúng ta lại tạo một tài khoản mới, sau đó là chúng ta lại chơi cái trò đấy thì cũng được. À, tuy nhiên nếu mà chúng ta làm nhiều thì nên mua. Ví dụ như ở đây là Huy có bỏ 5 đô ra, mua thì được 300 credit đây. Đó. Đấy, còn nếu như mà chúng ta mua 15 đô đấy, thì bình thường là chúng ta được 900, nhưng ở đây chúng ta được 1.000, tức là chúng ta được thêm 100 nữa. Được chưa ạ? Ngoài ra thì với cái 15 đô một tháng ấy, thì nó có thêm một vài những cái yếu tố nữa, ví dụ như là cái upscale lên 1080 và 4K, tức là cái độ video nó sẽ sắc nét, nó sẽ đẹp hơn. Ok không ạ? Yeah. 30 đô thì tương tự như vậy, nếu như mà chúng ta gấp đôi lên, bình thường thì chúng ta sẽ 30 đô thì gấp đôi lên thì chúng ta sẽ được 2.000 credit đúng không ạ? Nhưng chúng ta ở đây chúng ta được tặng thêm là 500 credit nữa. Nếu mà chúng ta mua gói 30 đô thì nó sẽ rẻ hơn gói 15 đô. Đấy, và được 2.500 credit tương đương với 2.500 giây. Đó. Thì cái này tùy vào cái nhu cầu của chúng ta. Khi nào nhu cầu chúng ta phát sinh ra nhiều, ví dụ như này, một số anh chị em muốn xây kênh TikTok chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta có thể đầu tư là 30 đô một tháng để chúng ta có 2.500 credit, và mỗi một video TikTok ấy, thì chúng ta chỉ giới hạn nó khoảng độ từ 10 đến 15 giây thôi. Đấy. Và chúng ta tính sơ sơ, nếu mỗi một video là 15 giây đấy, thì 2.500 credit này thì có thể tạo ra được tới 166 video. Đấy, nếu như mà trong một tháng mà chúng ta đăng 166 video là chắc là kiểu gì cũng phải trong số đấy phải có video lên xu hướng, đúng không ạ? Và nếu mà có vài video lên xu hướng phát là kênh của chúng ta là hot luôn. Đấy, chúng ta đồng thời có thể xây kênh trên TikTok và xây kênh trên Facebook, xây kênh trên YouTube và trên Instagram luôn. Ok không ạ? Bao nhiêu anh chị em quan tâm đến cái việc mà sử dụng AI là để xây kênh TikTok, Facebook Reel, YouTube Short, rồi Instagram để mà có thể là có thêm những cái kênh có nhiều view, nhiều like, sau đó thì chúng ta có thể bán cái hàng nào đó hoặc là có thể gọi là gắn cái đường link affiliate với một cái sản phẩm nào đó chẳng hạn thế. Ở trong cái giới AI này thì nó chưa có nhiều, nhưng mà ở trong các cái sản phẩm khác thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái người mà gắn được link affiliate đấy, và việc của họ chỉ cần là nhiều người xem thì kiểu gì sẽ có người họ quan tâm, họ gắn nhấn vào cái đường link đấy, nhấn vào cái đường link mà gọi là affiliate và họ có nhu cầu thì họ sẽ mua hàng đấy, thì đấy là một trong những cách rất là hay để chúng ta xây kênh, để chúng ta kiếm tiền đấy. Anh chị em nào có quan tâm đến cái việc mà kiếm tiền bằng affiliate không ạ? Đấy, thì sắp tới thì Huy cũng sẽ có một cái hướng dẫn cho anh chị em về việc kiếm tiền bằng affiliate. Anh chị em nào quan tâm không ạ? Hello. Chúng ta vẫn có thể áp dụng AI nhé. Áp dụng AI xong gắn thêm cái đường link affiliate của mình vào. Tất nhiên là chúng ta cần phải có một cái giới thiệu, cũng như là cần cái xây kênh nó có một cái chủ đề nào đó nó gần với cái đường link, hoặc cái video gần với cái đường link mà chúng ta định gắn vào trong cái video đó, hoặc là cái phần bio, hoặc là cái phần comment đầu tiên đó, thì chúng ta có thể gắn cái đường link cái sản phẩm hoặc cái dịch vụ affiliate vào để mà chúng ta
có thêm cái thu nhập. Ok nhá. Đấy, thì ví dụ như vậy, thì khi mà chúng ta học về AI về về vẽ tranh, hoặc là AI về làm truyện tranh, hoặc AI về 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 làm video ấy, thì chúng ta phải có một mục tiêu ở trong đầu. Nếu mà chúng ta làm chơi chơi thôi ấy, thì chúng ta làm xong thì nó lại quên ngay. Đấy, mà ở đây là chúng ta phải nghĩ là cái việc à, tôi làm cái này với mục tiêu là gì, tôi làm này mục đích là gì. Đấy, thì một trong số những mục đích đó đó là gì ạ? Đó là xây dựng thương hiệu cá nhân, được chưa ạ? Một trong mục đích là xây dựng thương hiệu cá nhân. Mục đích thứ hai đấy là xây dựng kênh để tăng lượng follow, tăng lượng view, tăng lượng đề xuất, được chưa ạ? Đấy, khi mà một video mình theo trend mà nó lên được đề xuất thì những video khác, những cái bài đăng của khác của mình nó cũng sẽ được lên theo, đồng thời nó sẽ gia tăng lên được follow, được chưa ạ? Còn cái chủ đề của video đó thì do chúng ta, không phải là lúc nào nó cũng chủ đề mấy cái hình ảnh gọi là zombie, gọi là ghê rợn đâu, đúng không ạ? Bởi vì có rất nhiều những cái chủ đề mà chúng ta lựa chọn mà. Ok nhá. Đấy, thì sau khi mà chúng ta đăng ký, chúng ta có cái credit này, thì bắt đầu là chúng ta vào phần chọn tạo video, đúng không ạ? Huy hướng dẫn anh chị em một lượt, sau đó sẽ cho anh chị em thực hành nhé. Anh chị em muốn học hết một loạt lý thuyết xong rồi về tự thực hành, hay là muốn thực hành luôn? Đấy. Anh chị em muốn là gì ạ? Là Huy hướng dẫn hết một loạt lý thuyết xong rồi về là mình tự mò thực hành, hay là mình thực hành luôn, xong Huy hỗ trợ anh chị em vướng đâu cầm tay chỉ việc luôn. Anh chị em muốn thế nào ạ? Bởi vì là có một số người là thích học lý thuyết gọi là cuốn chiếu nó xong, đấy, sau đó thì mình tự làm được. Đấy, còn có những người thì không tự làm được mà phải có người hướng dẫn. Đấy, hướng dẫn hết một lượt. Đấy, thì anh chị em à, nếu như mà mình không muốn gọi là gì ạ, nếu mà mình muốn được cầm tay chỉ việc ấy mà mình lại không nói gì ấy, thì tức là gì ạ? Là Huy sẽ chiều theo cái ý của cái người mà gì ạ, mà comment nhá. Đấy, Huy hướng dẫn, Huy chia sẻ là sẽ bởi vì cái lớp của mình nó không có nhiều, đúng không ạ? Không có nhiều người. Và mình cũng không chịu comment nữa, thì Huy chịu, Huy không biết là anh chị em muốn gì. Và sau này đừng có trách là bảo ơ thế sao thầy lại dạy thế này, sao thầy sao không dạy thế này, thì lúc đấy rất là khó, đúng không ạ? Ở đây là Huy là cái người gọi là phục vụ, Huy là người phụng sự anh chị em. Huy ở đây để giúp cho anh chị em, để giúp anh chị em có thể tạo ra cho mình những cái video để mà hiểu được cách làm video, và để biết các cái thao tác để mình có thể tạo ra được cái sản phẩm cho riêng mình. Thì đấy là cái nhiệm vụ của Huy. Ok không ạ? Mai thì lại có cái chương trình của ngày mai. Mai lại có cái lý thuyết của ngày mai. Đó, nhiều lắm. Anh chị em nếu mà học hết một lượt mai thực hành thì cũng được. Ok. Đó, hoặc là chúng ta thực hành luôn thì cũng được. Okay. Như vậy là cứ đi sơ lược một lượt nhé. Sau đó mai chúng ta sẽ thực hành. Tối nay chúng ta về nghiên cứu, ngày mai chúng ta có thời gian chúng ta nghiên cứu. Sau đó là chúng ta vướng ở đâu á, thì bắt đầu là ngày mai chúng ta có cái chúng ta hỏi ấy, thì nó nhanh hơn. Chứ bây giờ mà chúng ta ngồi mò bấm chuột xong rồi lại đăng ký thế nào nữa thì mất thời gian, đúng không ạ? Ok. Đấy, thì cách của Huy thì Huy cũng thích đó là gì ạ? Mình đảo qua một lượt để lý thuyết xong đã, xong bắt đầu là ngồi thực hành. Đấy, có thể là đảo xong một phần này thì sau đó thực hành, hay là đảo hết một loạt xong đó là thực hành. Đấy, và tất cả những cái video Huy hướng dẫn thì Huy đều có làm ra những cái video ngắn, bước 1, bước 2, bước 3, để anh chị em có thể là tiện theo dõi. Chứ còn cả cái phòng buổi Zoom này nó kéo rất là dài, nó khoảng 2 tiếng gì đó, anh chị em xem lại thì mình tua thì cũng được, nhưng mà nó cũng có thể mất thời gian, thì Huy sẽ cô đọng lại. Đấy. Ngoài ra thì kể cả những anh chị em ở trong K1 nhé, thì khẳng định luôn là sẽ có những cái con AI mới, sẽ có cách làm video mới mà anh chị em K1 chưa học, cũng không biết luôn. Được chưa ạ? Đấy. Ok nhá. Và có một cái điều hay đó là mỗi một cái chương trình vẽ tranh cùng AI chẳng hạn, thì ngoài những cái cơ bản, đơn giản, dễ, đó, thì bao giờ như vậy là Huy sẽ cập nhật thêm những cái loại AI khác cho anh chị em. Cho nên anh chị em nào học K1 thì vẫn nên học K2, học K2 thì vẫn nên học K3. Đó, và trong cái thời gian này ấy, thì Huy vẫn là hỗ trợ cho anh chị em, là cho phép anh chị em học lại. Đó, cho đến khi nào mà Huy cảm thấy là anh chị em ổn, ok rồi, thì lúc đấy thì chúng ta sẽ nâng cấp lên cái lớp mà nâng cao hơn. Được chưa? Thế nhá. Rồi.
Ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái bơ này. Đấy, thì bước 1 nha. Sau khi mà chúng ta có tài khoản và có cái rồi thì bước 1 đó là chúng ta nhấn vào create video, tức là nhấn vào tạo video. Được chưa? Tạo video này. Đấy. Cái bơ này đợt này nó đông khách quá hay sao, nó đang bị treo, bị đơ. Bấm vào nó cứ đơ đơ. Rồi, tôi thử tắt cái này đi, bật lại xem. Rồi, hôm nay là do máy của mình nó đơ. Rồi, đầu tiên là bước 1 này, chúng ta nhấn vào tạo video, nhấn create video này. Đấy chưa? Thì ở đây nó có 3 cái chức năng này. Chức năng thứ nhất là bắt đầu với một cái hình ảnh cố định này. Đấy. Cái thứ hai là thay đổi từ một cái video đã có này. Đấy chưa? Cái thứ ba đấy là gì ạ? Là thêm cái nhạc vào trong cái video của mình. Đấy. Rồi. Đầu tiên thì hướng dẫn anh chị em tạo ảnh từ tạo video từ một cái bức ảnh. Ok không ạ? Đấy. Thì ví dụ như là chúng ta sẽ quay một cái đoạn video ngắn, sau đó là chúng ta dừng hình lại. Và sau đó là chúng ta dùng cái hình đó để chúng ta đưa lên làm cái hình ảnh mẫu. Đây nha. Cái hình ảnh mà chúng ta đưa lên nhá, anh chị em lưu ý một điều này, đó là chúng ta phải đưa cái hình ảnh mà nó có mức độ sắc nét nhất định nhá. Nên có cái hình ảnh có mức độ sắc nét nhất định, không nên đưa cái hình ảnh mà nó quá là xấu, quá là mờ thì nó sẽ không có hiệu ứng, nó sẽ không đẹp. Đó, ví dụ ở đây sẽ chọn một cái hình ảnh như này. Đấy. Đấy. Đấy, đang angry giận dữ này, được chưa? Rồi, sau khi có cái hình ảnh bắt đầu này rồi thì chúng ta sẽ nhấn là continue to chrome. Ok không ạ? Rồi. Sau khi chúng ta nhấn continue to chrome rồi thì nó sẽ ra đây có cái phần mà subject và cái phần style ở đây. Thì nó cho chúng ta điền vào, đó là tôi muốn tạo một video của để mô tả cái đối tượng. Ví dụ cái đối tượng của chúng ta đây là gì ạ? Là một một gọi là người nam trung niên. Đấy, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể viết vào đây. Ở bên này nhá, nó có một vài cái gợi ý này, được chưa ạ? Ở bên này nó có một vài gợi ý, chúng ta chỉ cần bấm vào đây thôi, nó sẽ nhảy sang bên này luôn. Được chưa? Đấy, một vài gợi ý đây. Đấy, thì chúng ta có thể lựa chọn những cái gợi ý này. Ok không ạ? Đó, lựa chọn những cái gợi ý này. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể là tự đưa vào đây một cái mô tả cho chính cái mong muốn của mình. Ví dụ ở đây là Huy sẽ mô tả đó là một người đàn ông, a man, đấy, a sportman, tức là một người đàn ông rất là thể thao, a sportman, đấy, khoảng đâu đó khoảng độ 35 tuổi, đấy, đấy. Có đeo kính, glass, đấy, rồi có mặc áo t-shirt. Đấy. Đấy. Rồi t-shirt màu gì? Màu gì ạ? Màu đen hoặc là màu xanh.
black, black and blue t-shirts, được chưa? Đấy. Và sau đó thì mô tả những cái cảm xúc khuôn mặt của anh này. Đấy, đó là dạng là angry. Đấy, angry giận dữ, nhưng sau đó thì lại là dạng là calm. Đấy. Calm là bình tĩnh nhé. Chúng ta từ nào chúng ta không rõ thì chúng ta dạng qua Google dịch. Chúng ta lấy nhá. Ví dụ như là chúng ta nói là bình tĩnh. Đấy, calm đúng không? Rồi. À, sau đó thì lại là dạng smile. Đấy, tức là nó sẽ dạng nó sẽ biến đổi theo cái cảm xúc của nhân vật. Đó. Và happy. Đấy, ví dụ thế. Rồi. Ở đây cái phong cách ở đây mình muốn đưa cái phong cách gì vào? Đấy, ví dụ ở đây của Huy, Huy muốn đưa cái phong cách đó là dạng là photorealistic. 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 Đấy, cinematic. Tức là nó vừa mang tính chất là điện ảnh và gọi là nhiếp ảnh. Photorealistic tức là nhiếp ảnh, còn cinematic tức là điện ảnh. Đó. Ừ. Đấy. In a studio. Đó. Nếu như mà chúng ta đưa vào cái hướng dẫn như này ấy, thì nó sẽ đưa ra những cái hình ảnh nó rất là gần gũi với cái ảnh mà chúng ta đã lựa chọn. Còn nếu như mà chúng ta đưa vào những cái hình ảnh nó gọi là trên trời dưới biển thì nó sẽ chuyển lung tung hết cả. Yeah. Đấy. Rồi. Thậm chí là chúng ta có thể đưa thêm vào đây những cái từ để cho nó tạo ra những cái hoạt cảnh nó đậm hơn. Thì gọi là dynamic, dynamic pose. Đấy. Rồi là gì ạ? Rồi là standing, standing. Đấy. Rồi running. Đấy. Rồi là waving, waving hand. Đó. Rồi là... đấy, đã khái thế. Ừ. À, happy này. Đưa lên trên. Đó. Như vậy là gì ạ? Nó sẽ có những cái từ khóa để nó bắt đầu nó có tạo ra sự biến đổi giữa những từ khóa đấy. Và với phong cách vẫn là phong cách gọi là tả thực. Ừ, tả thực. Đấy. Cinematic. Realistic. Đấy, tức là thực tế. Đó. Hoặc là mình muốn cho nó gọi là phi thực, nó gọi là unreal. Unreal. Đấy, unreal. Đấy, cho nó lạ đi một tí, cho nó độc đi một tí. Được chưa? Rồi. Ở đây là chúng ta có thể là gì ạ? Upload một cái file âm thanh. Đấy, chúng ta muốn đưa một cái file âm thanh nào đó vào thì chúng ta có thể upload một cái file âm thanh vào đây. Đấy, ví dụ như là một cái file âm thanh nào đó mà mình muốn Born This Way của ấy, Lady Gaga chẳng hạn. Đấy. Hoặc là They Don't Know About Us. Đấy, ví dụ thế. One Thing. Đấy, ví dụ thế. Chúng ta sẽ đưa vào đây cái gì ạ? Cái âm thanh của đấy, chúng ta có thể đưa vào đây cái remix non stop này. Đó. My Everything. Rồi, cái này nó bắt đầu chậm quá, phải có nào bắt đầu vào phát nó phải nhanh cơ, cái nào bắt đầu nó phải nhanh. Lady Gaga, Born This Way.
cái này ấy, đưa vào ấy, thì là cái âm thanh này nó dài bao nhiêu thì video nó sẽ dài bấy nhiêu. Đấy. Và tuy nhiên thì như thế nó sẽ dài, nó sẽ ngốn hết cái credit của mình mất. Đấy, mình phải tìm cái file nào nó ngắn thôi. Hoặc là mình sẽ ghép cái âm thanh sau, theo ý ấy, thì chúng ta ghép cái âm thanh sau thì nó dễ hơn, bởi vì khi mà chúng ta đăng lên các nền tảng như TikTok rồi là YouTube hoặc là Facebook Reel hoặc là Instagram thì chúng ta hoàn toàn có thể thêm cái âm thanh vào, và cái âm thanh mà chúng ta thêm vào ở lúc mà chúng ta đăng video ấy, thì cái âm thanh đó là âm thanh được cái bản mà cái nền tảng đó họ đã mua bản quyền rồi, cho nên chúng ta đưa thêm âm thanh vào là hoàn toàn là không vi phạm. Nhưng nếu mà chúng ta đem âm thanh của nền tảng này qua nền tảng kia mà lỡ mà cái nền tảng kia nó chưa mua bản quyền cái file âm thanh đó thì đôi khi là cái video của chúng ta nó bị gỡ xuống cơ. Đấy, anh em không ạ? Đấy, ví dụ ở đây là chúng ta có là cinematic này, rồi follow photo là realistic này, tức là ảnh gì ạ? Ảnh chân thực. Đấy ạ, cinematic là gì ạ? Là phim điện ảnh. Đấy, được chưa ạ? 3D rendering tức là gì ạ? Nó sẽ tạo ra những hình ảnh 3D. Watercolor tức là màu nước. Oil painting tức là gì ạ? Tranh sơn dầu. Đấy, steampunk tức là dạng là gì ạ? Là tương lai kiểu vậy. Rồi. Sau đó thì chúng ta nhấn vào video setting. Ok không ạ? Nhá. Đấy, sau khi mà chúng ta điền xong cái phần subject cộng với cả gì ạ? Style. Đấy, thì chúng ta đưa vào cái video setting. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có mấy cái để chúng ta lựa chọn. Thứ nhất, đấy là cái độ dài này. Đấy, thì ở đây thì Huy sẽ chọn độ dài là khoảng 20 giây. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái clear camera. Camera nó sẽ zoom in hoặc zoom out hoặc là quay vòng tròn hoặc quay ngược chiều kim đồng hồ hoặc nó đưa lên trên hoặc đưa xuống dưới hoặc đưa sang trái hoặc đưa sang phải. Đúng không ạ? Thì mỗi một cái kiểu của nó thì nó sẽ có cái thú vị riêng. Đấy, thì ví dụ như ở đây Huy sẽ chọn cái nó gọi là xoay theo chiều kim đồng hồ. Đấy, ví dụ, đúng không ạ? Đấy, thì ở đây nó có từ show initial image at the first frame này. Tức là gì ạ? Nó sẽ hiển thị cái... nó sẽ hiển thị cái gì ạ? Cái ảnh. Nó sẽ hiển thị cái ảnh thật của mình lúc ở cái frame đầu tiên. Còn nếu mà chúng ta không mới vào đây ấy, thì nó sẽ không hiện cái ảnh của mình. Được chưa? Rồi, cái envelope này này, nó là cái gì ạ? Là cái sự tiến hóa này. Thì với cái chỉ số này thì càng thấp thì nó càng gì ạ? Nó càng ổn định. Còn càng cao ấy thì nó càng gì ạ? Nó càng biến hóa một cách kinh khủng luôn mà thậm chí chúng ta không nhận ra. Đấy ạ. Ở đây thì Huy muốn nó ở cái trạng thái là khá ổn định cho nên là Huy để trạng thái 3 thôi. Còn nếu mà mình muốn biến báo nó thành các kiểu thể loại khác nhau thì mình để lên 10, sau cùng nó chẳng nhận ra cái gì luôn, đúng không ạ? Bây giờ Huy để chế độ 3 thôi. Rồi, boomerang tức là gì ạ? Là sau khi nó đi một hồi ấy, thì bắt đầu nó gì ạ? Nó lại quay trở về cái hình chính của mình. Đấy, tức là nó tiến tới xong rồi lại trở về hình chính của mình. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái boomerang này ấy, thì tốt hơn nhá, cái mẹo này. Mẹo đó là chúng ta cứ làm bình thường đi, sau cho chúng ta đưa vào cái phần mềm chỉnh sửa video, ví dụ như cắt cắt thì chúng ta gì ạ? Tạo ra một cái video, sau đó copy cái video đó sang một cái video tiếp theo, xong đảo ngược nó đi, thế là chúng ta lại có video boomerang mà là gì ạ? Là video boomerang 40 giây thay vì là video boomerang là 20 giây, thì thực tế là AI nó làm có bao nhiêu ạ? Nó có làm có 10 giây rồi. Đó, anh chị em hiểu không ạ? Cho nên là chúng ta không chọn phần boomerang này nha. Rồi, sau khi mà chúng ta lựa chọn xong hết tất cả. Đấy, thì chúng ta nhấn vào phần gì ạ? Go to preview frame. Độ dài video đây, độ dài video select video duration. Duration đây, thời gian, khoảng thời gian đây ạ, độ dài đây ạ. Được chưa ạ? Ok không ạ? Nhá. Yeah. Rồi, mình không có thì chứng là mình làm chưa đúng. Rồi nhá. Nhá. Khi nào mình đến cái đoạn này thì mình chỉnh được nhá, còn đoạn trước mình không chỉnh được. Ok không ạ? Đấy, rồi. Hoặc là nhỉ, nếu như mà cái credit của mình nó ít quá hoặc nó không có, không đủ thì nó sẽ không cho chỉnh. Mình phải xem lại số lượng credit của mình.
Nếu mà mình làm đến đấy rồi mà vướng thì mình đơn giản đó là mình chụp màn hình gửi trong nhóm, ok không ạ? Huy sẽ vào trong nhóm Huy sẽ chia sẻ cho trong hỗ trợ cho. Rồi sau đó chúng ta nhấn vào gì ạ? Go to preview frame. Rồi. Gửi ngay vào trong nhóm nhé, Huy vẫn đang theo dõi ở nhóm. Nhóm K2 này, K2 làm video này. Đấy, anh chị em nếu mà đang làm theo Huy nhá. Bởi vì Huy dạy rất là chậm. Huy dạy rất là chậm cho anh chị em có thể làm được. Rồi. Mình có gửi vào trong nhóm không ạ? Nếu mà gặp vướng ở chỗ nào nhá thì mình copy mình chụp cái cửa màn hình nhá. Mình gửi vào trong nhóm nhá. Mình gửi vào trong cái nhóm mà nhóm nhóm lớp học ấy, còn nhóm vẽ tranh ở bên ngoài đấy là nhóm lớn. Rồi, ở đây này. Khi mà mình đưa vào mình chụp màn hình nhé, lưu ý là sau mình chụp màn hình chụp đầy đủ cái màn hình, đừng chụp thiếu. Đây là mình chụp nó bị thiếu ở bên dưới, bởi vì sao ạ? Như lúc nãy Huy nói, mình đưa vào cái file âm thanh ấy thì nó sẽ mặc định là cái độ dài của video bằng cái độ dài của file âm thanh. Đấy là lý do tại sao Huy bảo là gì ạ? Không nên đưa cái video cái âm thanh vào trong cái video này. Được chưa ạ? Đấy. Rồi. Ở đây thì nó cho chúng ta gì ạ? À, cái gọi là keyframe, keyframe thì chúng ta thấy cái keyframe nào nó là cái mà chúng ta ưng nhất thì chúng ta gì ạ? Chúng ta lựa chọn. Đấy, ví dụ như là Huy thấy cái này là ưng nhất chẳng hạn thế thì Huy sẽ download về. Đấy, download xuống và mình chọn cái keyframe này. Đấy ạ. Đấy. Sau đó thì chúng ta tiếp tục có thể là gì ạ? Thêm một cái storyboard 2. À, như là anh chị em thấy là gì ạ? Là nó sẽ điều khiển một cách chi tiết hơn. Hôm trước nếu anh chị em nào mà K1 mà xem ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Là chúng ta cứ thế là tạo thôi và gần như là chúng ta không có điều chỉnh được gì cả, không có tác động được gì cả. Nhưng mà với ở đây á, là chúng ta hoàn toàn có thể tác động vào các cái keyframe của nó. Keyframe tức là gì ạ? Là những cái dấu mốc, cái đánh dấu. Đấy. Ví dụ cứ vài giây thì nó sẽ tạo ra một cái keyframe cho mình. Và sau đó thì chúng ta gì ạ? Ví dụ như là chúng ta tạo ra video 20 video là 20 giây thì chúng ta đưa vào đấy là 4 keyframe. Thì sau đó thì nó sẽ chuyển đổi giữa các keyframe đó. Được không ạ? Rồi, ở đây thì vừa rồi là chúng ta đã có cái cảm xúc là gì ạ? Là giận dữ rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Cảm xúc là gì ạ? Là cười hạnh phúc, được chưa ạ? Và đang running đi. Đấy. Đấy. Bỏ hẳn studio đi. Tức là gì ạ? Là chúng ta điều chỉnh lại cái gì ạ? Cái keyframe. Đấy. Thậm chí là chúng ta có thể điều chỉnh lại cả cái phần này gì ạ? Cả cái phần này luôn. Được chưa ạ? Chúng ta để Unreal ở đây. Đấy. Được chưa ạ? Rồi, sau đó là chúng ta lại tiếp tục là gì ạ? Nhấn vào Video Sustain. Đấy. Và ở đây thì chúng ta lại tiếp tục chọn cái số lượng giây cho cái keyframe cho cái storyboard tiếp theo, tức là gì ạ? Là chúng ta có thể tạo liên tục nhiều cái video nó cứ nối 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 nhau như vậy. Ok không ạ? Rồi chỗ này thì chúng ta lại muốn cho nó là gì ạ? Là zoom in, đấy, không phải là quay sang sang theo chiều kim đồng hồ nữa, vừa zoom in và vừa gì ạ? Vừa vừa lia xuống, vừa zoom vào vừa lia xuống. Đó. Sau chúng ta lại nhấn vào gì ạ? Là ở đây là gì ạ? Là cái đầu tiên của chúng ta là 20 giây rồi, chỗ này thêm 5 giây nữa. Đúng không ạ? Đấy thì chúng ta nhấn vào gì ạ? Go to preview frame frame tiếp theo. Ở đây nếu mà chúng ta muốn quay trở lại để chúng ta sửa lại cái đoạn trước thì chúng ta chọn vào đây storyboard này, xong chúng ta nhấn vào storyboard 1 này. Bây giờ chúng ta chỉ giảm xuống nữa này là chúng ta chỉ đưa vào 5 giây thôi. Ok không ạ? Đấy.
nhá. Đấy. Rồi. Storyboard 2 này thì chúng ta đưa vào 5 giây này, được chưa? Đấy, xong ta nhấn go to preview frame này. Đấy. Như vậy là gì ạ? Nó sẽ có những cái storyboard, tức là nó có cái storyboard nó gọi là phác thảo ấy. Nó sẽ có những cái phác thảo, nó có cái keyframe riêng cho từng cái đoạn đó, và chúng ta sẽ ghép mấy cái đoạn 5 giây, 5 giây, 5 giây vào với nhau thì chúng ta sẽ ra được một cái video theo cái ý chúng ta mong muốn. Rồi cái camera mà chúng ta lia mỗi một đoạn nó lia theo kiểu khác nhau, vừa zoom vào vừa đưa xuống, vừa zoom ra lại vừa đi sang, kiểu kiểu vậy, vừa quay theo ngược chiều kim đồng hồ lại vừa đi lên, ví dụ thế. Thì chúng ta sẽ gọi là thay đổi được cái trạng thái cảm xúc của chúng ta nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy, ở đây ấy, thì nó cho chúng ta một cái dạng, một cái hình ảnh thôi, bởi vì cái mô tả của chúng ta nó khá là gì ạ, nó khá là gần gũi rồi, được chưa? Đấy, đấy thì chúng ta sẽ chọn cái storyboard này, thì chúng ta có thể lựa chọn là create video với cái video này, hoặc là chúng ta có thể tiếp tục tạo thêm cho nó cái hình ảnh nữa, được chưa? Tạo thêm cái nữa. Thì ở đây chúng ta nhấn là gì ạ? Cộng thêm storyboard tiếp là storyboard 3. Ok không ạ? Chỗ này thì Huy sẽ muốn nó thay đổi một chút. Nhá, Huy muốn thay đổi một chút. Đấy, với cái phong cách nó là Steam Brook đi. Đấy, ví dụ thế. Đấy, thử xem nó có gì khác biệt không. Đấy, và cái chỗ này thì mình bỏ cái này đi. Đấy. Dạ. Rồi. Sau đó là chúng ta nhấn là video setting. Đấy, chúng ta để là gì ạ? 5 giây đấy ạ. Đấy, chúng ta muốn nó zoom gì ạ? Quay ngược kim đồng hồ và đi lên. Đấy. Xong là vừa zoom ra nữa. Vẫn đang tiếp tục zoom in, vẫn đang tiếp tục zoom in, nhưng mà bây giờ không phải đi xuống nữa mà đi lên và quay ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, thế mới kinh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục preview cái frame tiếp theo. Nó thay đổi đi một tí, nó giống cái cũ quá, nó không phải, nó chỉ thay đổi mỗi cái khuôn mặt thôi thì nó chưa phê lắm, nó phải biến đổi đi thêm tí nữa. Đấy. Chúng ta cảm thấy chưa hài lòng thì chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta điều chỉnh lại nha. Ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ với cái này thì chúng ta sẽ chọn cái envoy, chúng ta đưa cao lên để nó khác đi một tí, được chưa? Để nó phá cách đi một tí, chứ còn nếu không thì nó sẽ rất là giống cái hình ảnh cũ. Chúng ta nhấn là gì ạ? Preview. À, xem nó có thay đổi cái hình ảnh này không? Rồi. Bây giờ thì nó bắt đầu là gì ạ? Nó làm cái bức ảnh nó thành lung tung hết cả rồi. Đúng chưa ạ? Đấy. Rồi. Bây giờ Huy lại thêm cái storyboard nữa. Đấy. Bây giờ chỗ này là sẽ lên là gì ạ? Là 50 tuổi. Đấy. Đấy. Rồi. Sad. Buồn. Không hạnh phúc nữa. Mà lúc này nó sẽ buồn. Đấy. Rồi chỗ này thì mình cũng lại sẽ thay đổi cái hình ảnh đi một tí. Đấy, được chưa? Nhấn vào đây. Đấy, cho vào 5 giây. Được chưa? Bây giờ vẫn tiếp tục zoom in, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang trái. Đấy. Không quay nữa mà vừa đi lên, vừa sang trái. Đấy. Được chưa? Envoy chúng ta để 10 luôn. Đó. Nào bây giờ ấy là nó sẽ làm cho cái nhân vật nó già hơn, đồng thời là cái cảm xúc nó buồn đi. Đó, thử xem như thế nào.
Cái hôm trước là chúng ta học thì nó gì ạ? Nó sẽ rất đơn giản đúng không? Nhưng mà chúng ta gần như không điều chỉnh được. Nhưng ở đây ấy, là chúng ta thấy rằng là chúng ta đã điều chỉnh được nó kỹ hơn. Ở đây là chúng ta thấy là gì ạ? Ông này đã già hơn rất nhiều rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thêm một cái nữa, bây giờ lên là gì ạ? Thành 70 tuổi đi. Được chưa? Bây giờ sportman nữa chứ. Old man đi. Đấy, old man 70 tuổi đúng không? Đấy, rồi white hair. Đấy. Được chưa? Đấy. Đấy. Rồi là gì ạ? Là khuôn mặt là rất là gì ạ? Khuôn mặt bình thản. Calm. Đấy. Không phải đang mít thâu nữa. Và bây giờ thì lại phong cách nó lại gì ạ? Nó sang phong cách khác. Gì ạ? Hoặc là sang phong cách này. Đấy. Phong cách này là phong cách này là thiên hà. Đấy, phong cách này là phong cách gọi là mất mát. Đó. Đấy. Rồi, chúng ta lại setting, chúng ta lại chọn là gì ạ? Đấy, chọn là 5. Bây giờ là chúng ta không zoom in nữa mà bắt đầu chúng ta lại zoom out. Không đi lên nữa mà đi xuống. Không quay sang trái nữa mà bắt đầu quay sang phải. Đấy, ví dụ thế. Được chưa? Sau đó nhấn là gì ạ? Preview. Cái các ống kính camera nó bắt đầu nó thay đổi cái ống kính. Rất là thú vị. Đấy, chị em thấy không ạ? À, bây giờ thấy ông già rồi. Rồi, tạm thời như thế nhé. Hướng dẫn đơn giản như thế nhé. Và bây giờ là chúng ta sẽ nhấn vào tạo video này. Chứ còn nếu mà dài quá ấy, là gì ạ? Là nó sẽ gọi là mất rất nhiều thời gian đấy. Đấy, đấy. Và với cái video như này, tổng thời gian của nó là 35 giây. Thì nó tương đương với là 35 credit. Anh em nhé. Nhấn vào gì ạ? Create video này. Đấy. Ở đây nó có phần tóm tắt này anh em ạ. Tóm tắt này, đấy nó có từng cái storyboard 1, storyboard 2, 3, 4 đấy. Và nó sẽ tạo ra từng cái video, từng cái đoạn video một. Ngoài ra thì nó có một cái video ghép, nó gọi là final video, tức là video mà đã gì ạ, đã ghép các cái đoạn storyboard vào phác thảo đấy vào chung một cái video gọi là video cuối cùng. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể quay trở lại cái Prompt Editor để chúng ta chỉnh sửa lại cái prompt để mà chúng ta thay đổi cái nội dung nếu mà chúng ta cảm thấy cần thiết. Nhưng mà lưu ý khi mà chúng ta thay đổi nội dung và chúng ta tạo video thì nó lại mất thêm credit nữa. Đấy, anh chị em lưu ý. Đấy. Ở đây chúng ta có thể nhấn vào View in My Video. Tức là khi mà chúng ta nhấn vào My Video thì nó sẽ đi thẳng vào trong cái thư viện mà nó hiện ra rất nhiều các cái video mà chúng ta đã làm. Đấy nhỉ? Còn nếu mà Open in Chrome Editor thì nó cho phép chúng ta điều chỉnh lại một chút. Rồi. Bao nhiêu anh chị em là có thể làm theo được ạ? Bạn Hồ Ngọc Măng đã chỉnh sửa được chưa? Mình xóa cái phần âm thanh đi là mình chỉnh được ngay nhé. Rồi, anh chị em thấy là cái hướng dẫn của Huy như vậy thì nó có nhanh không ạ? Hay là chậm, hay là vừa, hay là chi tiết, hay là nhanh quá? Hết phần miễn phí rồi. Hết phần miễn phí rồi. Anh chị em có thấy chậm mà cũng muốn đi nhanh hơn không ạ? Cái đoạn này nó sẽ tạo hơi lâu một chút. Thì trong cái thời gian nó tạo cái video này thì chúng ta có thể là sẽ tham khảo một cái loại video khác, ok không ạ? Nhá.
Rồi, thì ở đây thì chúng ta có thể có một cái một cái dạng video khác đây, ví dụ như là cái video như này. Hello, xin chào bạn, tớ là Giang Thi đây. Còn bạn là ai? Giới thiệu tên của mình nhé. Hôm nay tớ sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề rất là hay luôn. À, chưa có à? Ok nha. Xin chào bạn, tớ là Quang Huy đây. Còn bạn là ai? Bạn giới thiệu tên của mình nhé. Hôm nay tớ sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề rất là hay luôn. Đấy, làm video hoạt hình với AI này như thế rất là thích, bởi vì là cái khuôn mặt của nó rất là linh động này, rất là linh động, và mình có thể điều chỉnh được cái về khuôn mặt của mình, nó rất là thú vị. Mà với cái ứng dụng này ấy, thì Huy thấy rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng cái này để mà đưa lên TikTok rất là hay, rất là thú vị. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, và chúng ta có thể là sử dụng hai cái nhân vật hoạt hình mà chúng ta có thể gọi là tương tác với nhau và nói chuyện với nhau, và bình thường là chúng ta đóng kịch ở trên TikTok chẳng hạn, thì chúng ta cũng có những cái mẩu chuyện ngắn đúng không ạ? Chúng ta cũng có những cái chuyện vui, chuyện hài đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ chúng ta đưa cái mặt hoạt hình của mình vào, anh chị em thấy, tưởng tượng avatar AI của mình vào, thì tự nhiên nó có một cái sức hút, nó có một cái sự độc đáo. Bởi vì anh chị em phải tưởng tượng này, trên TikTok, trên Facebook ấy, nó là cái nền tảng của sự sáng tạo. Nên mà nếu mà chúng ta không sáng tạo ấy, thì chúng ta sẽ bị là gì ạ? Sẽ bị lọt thỏm giữa rất nhiều những cái video ra hàng ngày. Đó. Cho nên cái video của mình nó phải có gì đấy, nó độc đáo, nó phải khác biệt, nó phải hay, nó phải vui, nó phải fun, nó phải lạ. Đấy. Ok không ạ? Anh chị em có hiểu cái ý này không ạ? Đó, và khi đó thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà lên xu hướng, có cơ hội để có nhiều người tương tác, có cơ hội để nhiều người follow hơn. Ok không? Đấy, thì với cái video dạng này thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em sử dụng ở trên điện thoại, và tạm thời thì nó chỉ dùng được trên điện thoại iPhone thôi. Đấy. Rồi. Tạm thời nó chỉ sử dụng được trên điện thoại iPhone. Hơi buồn một chút, nhưng mà chưa buồn cho anh chị em nào mà không phải iPhone. Rồi. À, anh chị em nhìn thấy màn hình điện thoại của Huy chưa? Đấy rồi đúng không? Rồi, thì ở đây ấy, là chúng ta sẽ làm như này nha. Chúng ta sẽ vào phần tin nhắn này. Chúng ta vào phần tin nhắn của iPhone nhé. Đó, được chưa? Sau đó thì chúng ta gì ạ? Thử chọn một cái tin nhắn bất kỳ của ai cũng được anh chị em nha. Không quan trọng của ai cũng được. Được không ạ? Chọn một cái, ok ạ. Sau đó là chúng ta bấm vào cái phần bên dưới này, cái phần avatar bên dưới này. Bên dưới này nó có hai cái phần hình có hình cái trái tim này, nó là sticker thôi, được chưa? Nó sticker, được chưa? Bấm vào đây cái thì là gì ạ? Nó gửi cái sticker, gửi cái hình ảnh này, được chưa? Còn khi mà chúng ta bấm vào cái hình ảnh mà có cái khung này, thì nó sẽ là cái video. Đó. Và khi mà chúng ta lựa chọn một cái nhân vật nào đó, đấy, thì khi đó thì chúng ta sẽ gì ạ? À, chúng ta sẽ biến mặt mình thành cái mặt đấy, được chưa? Đấy, khi chúng ta chạm vào đây nó có cái phím có cái phím màu 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 đỏ bên cạnh này.
Đấy. Đấy. Ok. Đấy nha. Thì bây giờ ấy là chúng ta sẽ nhấn vào cái hình camera này. Đấy ạ, nhấn vào hình camera này. Sau đó thì chúng ta nhấn vào cái hình năm cái ngôi sao năm cánh này ở bên trái này, bên ngoài cùng bên trái này. Đấy ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhấn vào cái khung hình này nhá, cái khung hình cái ngoài cùng bên trái này. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn những cái mẫu mà chúng ta đã tạo ra được. Đấy, tí nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em tạo cái mẫu của mình nhá. Đấy, đây là cái hình ảnh mà Huy đã tạo ra, thấy là khá là ưng ý. Ngoài ra thì chúng ta có thể làm hình con chuột này, con bạch tuộc này, đúng không ạ? Đấy, rồi con bò này, rất là hay. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Đấy, thế là cùng một cái cùng một một mình thôi, mình đóng hai vai, anh chị em tưởng tượng không ạ? Tức là mình làm TikTok ấy thì một mình đóng hai vai, thế là một vai là con cá mập đi, với mà một vai là con cú mèo đi, ví dụ thế. Anh chị em thấy có thú vị không ạ? Và cái giọng của mình nhá, mình cũng hoàn toàn có thể dùng phần mềm chúng ta điều chỉnh cái giọng của mình luôn. Đấy, rất là hay. Ok không ạ? Đấy, chúng ta có thể đóng vài nhân vật khác nhau luôn. Đấy, bằng cái cách này. Đấy, rất thú vị đúng không ạ? Ồ. À. Đó. Ok nhá. Đấy, thì ví dụ lấy hình con cáo này, được chưa ạ? Đấy. Rồi. Sau khi mà xong cái hình con cáo này rồi thì nhấn vào cái dấu x ở bên phải này. Dấu x ở bên phải này nhá. Cái dấu x ở bên phải này. Đấy. Sau đó thì Huy sẽ nhấn vào cái nút chụp ảnh này. Nhưng mà Huy sẽ kéo nó sang bên này một phát. Nhấn vào xong rồi kéo nó dịch sang đây, giữ nó khoảng 1 2 giây xong kéo nó sang phải thì nó sẽ thành quay phim. Còn nếu không thì chúng ta nhấn một cái thì nó thành chụp ảnh. Ok không ạ? Thì chúng ta gửi đi. Gửi đi thì là gì ạ? Nó là chụp ảnh. Ok không ạ? Còn nếu mà chúng ta nhấn vào à chết cha. Cái đoạn này này. Cái đồng chí này là mình không không nói chuyện. Rồi thử một cái. Đây. Đó. Bất kể cái nào nhé, kể cả quảng cáo lại cũng được, chúng ta chỉ gọi là cần để làm mới thôi mà. Đấy, thế nha. Rồi mình chọn một cái mẫu nào đấy đi, rất nhiều mẫu để cho chúng ta lựa chọn nhé. Đấy, rất nhiều mẫu này. Mẫu con rồng đi à, thế nhá. Nhấn vào dấu x này. Đấy, xong rồi nhấn vào giữ vào đây này. Đấy, không được, cái này là chưa được nha, hủy bỏ thay đổi này. Đó. Đấy. Cái này là chưa được nhé. Cái này là chúng ta phải làm lại. Đó. Đấy. Cái này đi này. Đấy. Chụp lại này. Nhấn này. Chưa được. Đấy. À, bây giờ là nhỉ, là chúng ta nhấn giữ luôn. Đấy, chúng ta nhấn giữ luôn, nhấn giữ giữ tay ở cái nút nút đấy luôn. Đấy, anh chị em nhìn thấy ở bên trên này nó có cái thời gian nó đang chạy ở bên trên đó. À, anh chị em nhìn thấy cái thời gian nó chạy bên trên không? Ừ. Thì đấy là gì ạ? Đấy là cái video chúng ta đang ghi ấy. Chúng ta giữ tay luôn nhé, giữ tay vào cái nút đỏ ở giữa này. Đó, anh chị em thấy không ạ? Đấy, sau đó là chúng ta vẫn giữ như vậy, chúng ta bắt đầu chúng ta có những cái lời thoại như này, rất là thú vị đúng không ạ? Ok. Đấy, sau đó chúng ta nhả tay ra.
Đấy, chị sẽ nhấn vào nút gửi ở bên phải này, nút gửi phải xanh xanh là mũi tên đi lên xanh xanh bên phải dưới cùng bên phải này, được chưa? Đấy, chúng ta nhấn vào đấy thì bắt đầu nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo phim, anh chị em nhé, tạo phim. Đó, đấy thì nó gửi lên này, thì anh chị em có thể xem lại cái phim này của mình. Đó, ngoài ra thì anh chị em có thể là gì ạ? Là lưu vào. Dạ. Rồi, mình vào cái phần hình ảnh này. Đấy. À, cái máy này của Huy là Huy đang không có bật mic. Mic nó đang vướng vào cái zoom cho nên không bật mic cho nên nó không có âm thanh. Đó. Đấy, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể lồng tiếng khác vào đây. Chúng ta lồng cái tiếng của một cái giọng nữ vào đây cũng được, hoặc giọng AI hoặc là giọng của nam này thôi nhé. Nhưng mà chúng ta dùng phần mềm để biến đổi giọng, kể cả dùng cáp cắt cũng thể dùng phần mềm để biến đổi giọng được. Đó, anh em thấy không ạ? Rất thú vị đúng không ạ? Đó, và đây là một trong những cách mà Huy thấy rất là hay, đơn giản, hoàn toàn miễn phí để mà chúng ta có thể xây dựng những cái kịch bản ngắn, những cái tiểu phẩm, những cái tiểu phẩm hài hước, rồi những cái tiểu phẩm thú vị đấy, ở trên TikTok, ok không ạ? Mà rất là độc này, rất là lạ này đấy, mà nó có sự cá nhân hóa, nó có sự khác biệt đó ạ. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà có thể là gì ạ, cá nhân hóa cái hình ảnh của mình nhé. Thì chúng ta quay trở lại cái khung hình này đó, được không ạ? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta nhấn vào dấu cộng này, emoji mới này, được chưa? Đấy. Sau đó thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Có rất nhiều các cái biến thể về màu da này, đấy, về kiểu tóc này, đấy, kiểu tóc này, rất nhiều kiểu tóc khác nhau anh chị em nhé, kiểu tóc nhiều lắm, đó, nam nữ, đấy, rất nhiều kiểu tóc cho chúng ta lựa chọn nhé. Rồi là gì ạ? Nhuộm sáng này, đấy, nó highlight này, đấy, rồi là màu tóc này. Đấy, điều chỉnh màu tóc này. Đấy, ví dụ đấy, đây này, highlight này, thấy chưa? Đó, đấy, đấy, rồi lông mày, thấy chưa? Chọn màu lông mày, chúng ta chọn màu đỏ này, ví dụ thế. Đấy. Chọn lông mày, chọn kiểu lông mày. Rồi mắt, đấy, chọn kiểu mắt, rồi chọn gì ạ? Chọn màu mắt, mắt đỏ luôn. Đấy. Thậm chí là chúng ta chọn một bên mắt màu đỏ, bên mắt màu xanh. Đấy, mấy máu. Rồi, xong đến đầu. Đấy, đầu to, đầu bé, rồi hình dạng đầu. Đấy, được chưa? Đấy, mũi. Đấy, mũi to, mũi khoằm, mũi đờ, các loại. Rồi khuyên mũi. Đấy, khuyên mũi, màu của khuyên mũi. Đấy, được chưa? Đấy, ví dụ thế. Đấy. Rồi đến miệng, à, miệng thì có môi dày, môi mỏng, môi trái tim, rồi có răng sún, răng niềng răng, rồi răng vàng, răng sứt, răng nanh, đấy, rồi khuyên miệng, miệng có khuyên luôn, đấy, khuyên trên, khuyên dưới, khuyên, đấy, rồi khuyên lưỡi, đấy, màu khuyên lưỡi, đấy, rồi đến tai, đấy, thì nó có gì ạ? À, khuyên tai thì có một đôi hoặc là kết hợp, đấy, hoặc là một đôi. Đấy. Đấy. Thì có chọn khuyên tai. Đấy. Màu khuyên tai. Rồi, râu. Đấy. Thì ở đây là gì ạ? Mình chọn loại râu. Đấy, ví dụ thế, ở đây là nữ không có râu. Đấy. Đấy. Thêm là gì ạ? Thêm màu râu. Đấy. Rồi highlight râu. Rồi kính mắt. Đấy, ví dụ thế. Được chưa? Có nhiều loại kính mắt khác nhau anh chị em lựa chọn. Được chưa? Rồi tròng kính, màu tròng kính. Kính, gọng kính, đấy, màu gọng kính, xong là màu trong kính, kính, đấy, kính đen xì luôn, đấy, anh em thấy không ạ? Toàn kính đen, đấy, rồi mũ nón, đấy, đấy, chúng ta chọn mũ nón cái loại nào đấy, đấy, loại này thì chúng ta chọn màu, đấy, rồi chọn màu tiếp, rồi chọn màu tiếp. Đấy. Thì với mỗi một cái màu thì nó lại cho chúng ta những cái
dạng khác nhau. Dạ, rồi quần áo. Rồi, quần áo này thì nó sẽ có ba cái màu. Đấy, màu chính này, màu chính này, màu thứ hai này. Đấy, màu thứ ba này. Đấy. Dạ. Ừ. Đấy, thì nó có ba màu ở trong quần áo. Quần áo có thể một màu, có thể hai màu, có thể ba màu. Ok không ạ? Đấy. Rồi, ngay sau khi mà chúng ta làm xong cái avatar của mình ấy, thì nó tạo ra một loạt những cái hình dáng, những cái gọi là gì ạ? Những cái phong cách, những cái thao tác, rồi những cái cảm xúc. Rồi, anh chị em tưởng tượng này, nếu như mà chúng ta làm truyện tranh nhá, thì chúng ta có thể hoàn toàn lấy nhân vật này để chúng ta làm truyện tranh, chúng ta ghép vào trong các cái bối cảnh. Nào, anh chị em nào thử nghĩ xem, chúng ta hoàn toàn có thể ghép cái nhân vật này vào trong bối cảnh để chúng ta tạo ra rất nhiều những cái câu chuyện nó khác nhau, đúng không ạ? Anh chị em thấy không ạ? Ngoài ra thì chúng ta có thể làm cái video và chúng ta chụp lại cái động tác, ví dụ như là ở trong này nó không có cái động tác là hút thuốc, ví dụ thế, nó ví dụ thế, thì chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ? Sử dụng chính cái gì ạ? Chính cái video của mình, chính cái hình ảnh của mình, được chưa ạ? Đấy. Đây nha, chúng ta sẽ vào đây nha, chọn cái mà chúng ta vừa tạo ra nha, ok không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chụp lại cái màn hình này, đúng không ạ? Và cái động tác là đang gì ạ? Đang giơ nắm đấm này, lúc nãy là không có, đúng không ạ? Thì bây giờ là chúng ta có thể là gì ạ? Chụp cái động tác này, đấy, và chúng ta tạo ra được một cái động tác mới hoàn toàn, ok không ạ? Đấy. Đấy, ví dụ thế. Ừ. Chúng ta nhấn vào chụp lại. Đấy, bây giờ chúng ta quay video rồi nhé. Khi mà chúng ta quay video ấy, thì chúng ta gì ạ? Chúng ta giơ bàn tay này lên. À, đấy, những cái động tác như này. Đấy, ví dụ như là chúng ta có thể để nó xa ra. Chúng ta để nó xa ra, được chưa? Đấy, thành ra là cái động tác này, cái động tác như này là nó không có ở trong cái bên kia, đúng không ạ? Thì ra là động tác nhẹ, đấy, hoặc là động tác như này, đấy, hoặc là động tác nhẹ, đấy, động tác như này, đấy, kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ tạo ra được rất nhiều những cái hình ảnh khác nhau, và chúng ta sẽ tạo ra được những cái cảm xúc khác nhau của nhân vật này, và chúng ta đưa vào làm truyện tranh cũng rất ok. Anh em hiểu thế này không ạ? Làm truyện tranh với cái nhân vật này cũng rất là ok luôn. Và với nếu mà làm truyện tranh với nhân vật này, anh chị em thấy là nó có gọi là thống nhất không? Các anh chị em làm truyện tranh với nhân vật này có thống nhất không? Đấy, mình quay này. Đấy, quay là mất nhá. Quay nó không nhìn thấy mặt nữa là mất. Đấy. Đấy. Rồi. Cái công cụ thì nó có rồi, cái quan trọng nhất là cái cách mà chúng ta sử dụng nó như nào thôi. Đấy. Và khi mà chúng ta làm truyện tranh, chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta vẽ bối cảnh thì rất là dễ rồi. Đúng chưa? Vẽ bối cảnh thì rất dễ rồi. Đấy, chủ yếu là chúng ta vẽ nhân vật làm sao nó thống nhất thôi. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cách này. Bao nhiêu anh chị em thấy cách này làm truyện tranh rất hay. Làm hoạt hình để mà đăng TikTok cũng rất hay. Làm truyện tranh cũng rất là hay. Rất nhiều tư thế, rất nhiều động tác mà thống nhất luôn. Rồi một mình nhá, mình có thể đóng mấy vai luôn. Vừa nhân vật chính, vừa nhân vật phụ, vừa nhân vật phản diện luôn. Không cần nhờ ai. Anh em thấy không ạ? Thú vị. Nào anh chị em thấy sao ạ? Cái này có thú vị không ạ? Có dùng được không ạ? Tức là nó phải có tính ứng dụng thực tế. Anh chị em, chúng ta phải dùng nó vào trong thực tế để xây dựng cái gì đó nó cụ thể nhá.
Rồi. Đó, thì rồi, trong lúc mà anh chị em chúng ta chờ cái video này lên thì Huy sẽ quay trở lại với cái quay trở lại với cái cai bơ nhá. Video dài quá nên là nó không cho gửi. Cho gửi video ngắn đâu. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ quay lại trở lại với cái cây bơ này. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ thấy nhá là với bắt đầu từ cái hình này, bắt đầu nó dạng camera, bắt đầu nó dạng nó quay ngược chiều kim đồng hồ đúng không ạ? Quay ngược chiều kim đồng hồ này. Đó, và sau bắt đầu nó dạng nó thay đổi hình dạng này. Đấy chưa? Từ cái cảm xúc giận dữ này sang cảm sức cười buồn này, xong với dạ càng ngày càng già đi này, đó chưa ạ, già đi là và bắt đầu thay đổi này, đấy anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó rất là thú vị, gần gũi, nó không phải là cứ zombie đâu, cứ không phải là cứ người máy đâu, là do cái câu lệnh mình đưa vào hết, ok không ạ? Rồi ở đây thì chúng ta có thể download về hoặc chúng ta có thể upgrade to upscale video, tức là upscale cái video này lên. Đấy, thực ra thì Huy thấy là gì ạ? Là cái video này thì nó cũng tạm ổn, không đến nỗi. Cho nên là Huy chỉ cần download về. Upscale thì chúng ta lại mất thêm credit, được chưa ạ? Cho nên là gì ạ? Huy download về, thế là xong. Rồi. Và với cái video này thì nó được 14 MB, 25 giây và 14 MB. Thì nói chung là cũng ổn, không đến nỗi. Được chưa ạ? Đấy, về cái... khung hình của nó là 12 frame một giây, nó không phải là 24 hình một giây mà có 12 hình một giây thôi. Đấy nha. Cái độ rộng của nó là 896, đấy, cao là 576, rất là ok. Đó. Đây, chúng ta có thể thấy cái hình này, đấy, ok không ạ? Đó. Nó vẫn là cái người đàn ông thôi, thể thao này rồi cười vui này, dynamic này, trời run chạy, cái đoạn đầu nó có từ run chạy, xong bắt đầu là gì ạ? Biến thành ông già, đấy, biến thành người gọi là già đấy, anh chị em thấy không? Tôi coi như là nó quay cả cái cảnh một đời người luôn, quay cảnh một đời người luôn. Cũng đường luôn đúng không ạ? Từ có thể là từ một cậu bé nên chúng ta có thể là tạo ra thành một cái câu chuyện trong một cái đoạn ngắn như thế, ok không ạ? Sau đó thì chúng ta làm sao ạ? Chúng ta đưa nó vào trong CapCut đúng không ạ? Chúng ta đưa vào trong CapCut để mà chúng ta chỉnh sửa. Đấy, chúng ta có thể thêm hình ảnh vào, thêm chữ vào. Đấy, nếu mà chúng ta muốn đó, thêm hình ảnh, thêm chữ vào, thêm video vào. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ đưa thẳng lên trên TikTok hoặc là trên Facebook Reel, ví dụ như Huy đưa lên trên TikTok như chẳng hạn thế. Mình đưa lên TikTok cho mình đưa thêm âm thanh vào là xong. Đúng không ạ? Hoặc là Facebook. Đây, ví dụ như là chúng ta sẽ vào phần Facebook và phần Reel này. Được chưa? Xong rồi chúng ta tạo thước phim này. Đấy, xong rồi chúng ta thêm video này. Đấy, chúng ta vào phần download này. Đấy, được chưa? Xong chúng ta nhấn vào tiếp này. Đấy, được chưa? Xong chúng ta mô tả thước phim này. Đấy.
cái phần reel mà trên máy tính này thì như là nó không cho add thêm âm nhạc. Nó không cho thêm âm nhạc. Trên điện thoại thì có nha. Nhưng mà trên máy tính này không có. Rồi, tạm thời rời khỏi. Đấy. Hoặc là chúng ta đưa lên YouTube. Đây, chúng ta nhấn vào tải lên này. Đấy. YouTube thì chúng ta đưa vào phần YouTube Shorts. Đấy nha. Với cái đây. À, máy tính thì nó cũng không cho. Đây, nó có phần chỉnh sửa âm thanh này. Đấy, chỉnh sửa âm thanh này. Đấy, nó có thể thêm nhạc này. Đấy, ví dụ là chúng ta chọn cái âm thanh này, thấy chưa? Đấy, chúng ta đưa vào. Đấy. Đấy. À. Chọn âm thanh chúng ta đưa vào. Thậm chí là có thể ghép thêm cả những cái video khác vào đây. Nó có cả những cái video này. Ok không ạ? Rồi. Xong thì chúng ta xong bấm đâu. Nó bị ẩn lên trên này. Đấy. Chỉnh sửa video xong thì không có nút nào để bấm ra. Cái này đăng khi đăng bằng điện thoại khi còn dễ hơn. Đấy, thì về cơ bản là chúng ta sẽ có một cái video như vậy, sau đó là chúng ta ghép thêm vào âm thanh rồi chúng ta đưa lên trên mạng xã hội, đúng không ạ? Đưa trên đưa vào điện thoại, xong rồi từ điện thoại up lên trên các nền tảng rất là nhanh. Ok nhá. Của em vừa làm xong rồi, nhanh quá. Có thể chọn định dạng video màn hình dạng dài điện thoại từ đầu, đúng không? Đúng rồi, chúng ta có thể chọn được cái định dạng nhé. Rồi đấy, bạn Hồ Băng đã có video xong rồi này. Đấy, đưa lên YouTube luôn đấy, anh chị em thấy không? Đấy, rất nhanh đấy, chúng ta đã có thêm một cái video đưa lên đó. Đấy, có về này.
rất thú vị đúng không ạ? Phải chóng mặt luôn. Ở đây là mình chỉ dùng một cái góc mà cứ camera cứ quay thôi, cho nên nó sẽ hơi chóng mặt. Nhưng mà nếu mà mình vừa quay, mình vừa di chuyển đi, vừa zoom in vào, zoom out ra thì nó sẽ đẹp, nó đỡ hơn nhá. Rồi. Đây nếu mà ok nha. Đấy, thì như vậy là chúng ta đã có thể làm xong được cái video với cái bơ nhá. Rồi. Cái việc ghép nhạc là nó rất dễ, cho nên là Huy không hướng dẫn đến phần đấy nữa anh chị em nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục. Đang thử lên sau hoàn hảo. Ok. Rồi, thế là tốt rồi. Thử thế là tốt rồi. Bây giờ thì chúng ta... Anh ơi, em đang để spotlight cái cam của em ấy. Ôi, em bật thầy rồi mà sao nó lại lên em vậy nhỉ? Em để spotlight từ đầu nhờ ấy. Ừ, sau để ý nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái như vậy là chúng ta đã có hai cách làm video rồi đúng không anh chị em? Đấy. Dùng điện thoại thì mới có ảnh. Dùng điện thoại mới có ảnh. Bây giờ như này, với Kyber này là chúng ta nâng cấp lên thêm một cái lượt nữa nhá. Cũng là Kyber này, bây giờ chúng ta nhấn là create video này. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ là transform an existing video. Đấy nhỉ? Thì chúng ta sẽ chọn một cái video ở bên trong máy của chúng ta đưa lên. Nhá. Có cái video nào ngắn ngắn. Xem nào có cái video nào ngắn mình sẽ đưa lên. Đợi Huy tìm cái video đó nhé. Tìm một cái video hoặc là download một cái video bất kỳ nào trên mạng. Đấy. Mình sẽ download một cái video trên mạng về. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử upload một cái video nào đấy, download về. Đó, dạ. Sau khi mà nó tải lên xong ấy, thì chúng ta nhấn là continue to prompt. Đợi một chút thì nó đang tải lên. Header thì mình thoát ra nhé. Header mình thoát ra mình vào lại. Rồi. Mình nhấn lại upload này. Mình chọn một cái video nào đó này. À. Thì nó sẽ mất thời gian để nó upload lên. À, mình sẽ tắt hẳn đi. Nhiều lúc là nó bị đơ.
tắt hẳn đi xong bật lại. Rõ là được. Rồi, tạo video này. Ở đây chúng ta nhấn vào learn more about video này. Hello everyone. It's Em and today I'm excited to sẽ biết thêm được cái cách mà nó gọi là thay đổi video creations to a whole new level and I can't wait to tell you more about it. The transform tool is an amazing way to create. Đây là chúng ta gì ạ? Biến đổi từ một cái video bình thường thành một cái video rất là độc đáo này. The creative possibilities are endless. And with a maximum video length of 60 seconds, you can create amazing videos that are perfect for social media platforms. With Kaibo's easy-to-use platform, you can upload your video with just a few clicks and start exploring the range of styles and possibilities that the Transform tool offers. But note, currently Kaibo only supports MOV and MP4 files. Whether you're looking to create a subtle change or a dramatic transformation, the Transform tool has got you covered. And if you need some inspiration, we have a range of different website and social media. Phong cách graffiti, so why not try the Transform tool Medora, today and take your creations to the next level? We can't wait to see the amazing videos that you'll create. Đấy, rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thử upload lại, hy vọng nó sẽ làm được. Video này có 15 giây thôi đấy, mà nó rất là nhẹ, cũng hơn 10 mb. Ừ. Lỗi gì ấy? Đưa lên cứ bị lỗi hoài. Là mình thử một cái video khác xem. Thử video khác. Rồi. Rồi, chúng ta nhấn vào và chúng ta sẽ thử một cái video khác nhé. Video khác xem. Rồi. Cũng không được. Như vậy là tại cái thằng cây bơi này rồi. Nó bị chậm rồi. Thôi rồi. Cái phần này thì chúng ta tự tìm hiểu thêm nhé. Rồi. Bây giờ Huy sẽ hướng dẫn anh chị em làm video hoạt hình với một cách thứ ba. Cách này Huy cũng rất thích. Rất thú vị. Ừ. À. Đây là nhóm, cái này là mình sẽ dùng ở trên điện thoại nhé. Rồi. Với cái phần mềm thứ ba này thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm nó có tên là Meitu. Đó nhỉ?
Việc đầu tiên của chúng ta đó là vào App Store cũng như là Google Store. Cái này thì chúng ta có thể vào Google Store để chúng ta dùng. Đấy, chúng ta search từ May to. Được chưa? Đấy, chúng ta tìm này. Đó. Đấy, Huy đã tải về rồi cho nên là có cái phím mở ở đây. Nếu mà chưa tải về thì nó sẽ yêu cầu tải về. Được chưa? Tuy nhiên để dùng được thằng này với giá rẻ thì chúng ta thêm một cái thằng nữa, đó là chúng ta gì ạ? Tải luôn thêm cái thằng Win này về. Được chưa? Nếu mà chúng ta chỉ tải cái phần Win này về không ấy thì chúng ta sẽ phải trả rất là đắt để mà được cái chức năng đó. Đây. Ví dụ như là với cái chức năng hoạt hình này thì chúng ta phải gì ạ? Nâng cấp lên. Đấy, và ở đây ấy, nếu mà một tháng là 129.000. 129.000 thì mới dùng được cái chức năng này anh chị em nhá. Ừ. Đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta cài thằng này cộng với cái thằng Meitu thì chúng ta chỉ cần phải mua một cái vẫn là chức năng như vậy, đúng không ạ? Vẫn chức năng như vậy. Nhưng mà cái gói VIP của nó ấy, là nó chỉ có khoảng đâu đó khoảng 50 đô thôi. Đâu đó khoảng 50 đô thôi anh chị em. Đây này. Anh chị em thấy không? Là 360.000 một năm. À, đây là gì ạ? Mua cả năm luôn anh chị em. 360.000 một năm, 359.000, 360.000 một năm. Mà một năm có 365 ngày. Anh chị em tưởng tượng một năm có 365 ngày mà ở đây có 360 ngày thì vậy là mỗi ngày mất có 1.000. Mỗi ngày mất có 1.000 thôi. Mà tạo video không giới hạn luôn. Nhưng mà mỗi lần video nó chỉ cho 10 giây thôi. Anh em nhé, mỗi lần video nó chỉ tạo cho có 10 giây thôi. Rồi, bây giờ là mình sẽ thử nhé. Đấy, thằng này nó có rất nhiều chức năng. Và khi mà lên Pro rồi ấy, nó chức năng nhiều lắm. Ví dụ như này nhé, chức năng upscale này, hình ảnh HD chất lượng cao này, rồi vẽ tranh bằng AI này, rồi loại bỏ vật phẩm khỏi ảnh này, loại bỏ nhân vật, vật phẩm khỏi ảnh này, ghép ảnh này, rồi chân dung AI này, rồi tách nền này, rồi tô màu ảnh này, đấy, rồi là vẽ thông minh này, rồi là chỉnh sửa này, đấy, chỉnh sửa dành cho nam này, rồi ghép ảnh này, loại bỏ những cái hình mờ này, đấy, rồi chỉnh sửa hàng loạt này, đấy, rồi thêm nhãn này, rồi vẽ tay này, rồi avatar anime này, rồi AI bot này, rất nhiều cái thứ hay luôn, đấy ạ. Và khi mà chúng ta lên cái gọi là nâng cấp lên rồi ấy, thì chúng ta sẽ dùng được cái phần AI hoạt hình này. Nếu mà không cài cái phần Win kia thì lại không có thằng này nha anh chị em nhé. Không cài phần Win này không có phần này đâu. Hai thằng phần mềm nó liên kết với nhau. Đó. Rồi. Ở đây sau khi mà chúng ta có rồi thì chúng ta nhấn vào ghi hình video. Đấy, ghi hình video sau đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Chọn một cái video nào đó. Đấy, chọn một cái video nào đó để chúng ta gì ạ? Chúng ta ghi hình. Ok không ạ? Đây, ví dụ như là Huy lấy cái video này. Ngắn gọn ngắn thôi. Đấy, 6 giây rồi. Để test thử trước. Đấy. Đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta đưa lên ấy thì chúng ta sẽ mất khoảng độ 3 phút để nó tạo cái video cho mình. Ừ. Ok nhé. Khoảng đâu đó 3 phút để nó tạo video. Hôm nay là Huy có thử một loạt cái video nhưng nó bị lỗi, không hiểu lý do tại sao. Chắc là video hình ảnh nó hơi sexy cho nên là nó cấm không cho họ. Phần mềm kia là Win thêm chữ K nữa. Đây thêm chữ Win K nhá. Win K. Đấy. Anh chị em cứ tưởng tượng bây giờ cũng nghìn một ngày rồi, nghìn giờ tiêu được cái gì một ngày, trong khi một ngày như nói anh chị em chỉ ngồi nghịch một ngày thôi ấy. Anh chị em làm khoảng độ tầm 10-20 cái video anh đăng thì cũng tẹt ga, đúng không ạ? Mà có một cái hay nữa, cái này
cái này không chỉ được, chỉ nó mất thiêng, không hay, có cái hay cực nhưng mà thôi không chỉ. Anh em nào mà thực sự muốn thì mới chỉ, nhưng mà có cái hay lắm, mình rất thích, rất hay. Anh em có muốn chỉ không? Có muốn chỉ luôn không? Có muốn chỉ luôn không? Không, thế phải có nhiều người comment phải nhiệt tình á, không comment thì thôi, mình cứ làm theo đúng phận sự của mình thôi, sao mình thêm bớt vào làm gì, bởi vì những cái này là những cái mẹo nó gọi là không chính thống á, xong đầu mình tự nhiên là mấy cái ông cứ ỉm chẳng nói câu nào, xong các ông lại cho một câu, ông bảo là ấy ông thầy dạy toàn cái thứ gọi là tà đạo ấy. không được, không biết là anh em không biết là có vui không, chỉ xong rồi anh em lại bảo ông này toàn dạy tầm bằng môn tà đạo thì sợ lắm. Đấy. Có người nào mà có thì lúc nào mình inbox mình chỉ riêng thôi. Cái này nhá, Huy chỉ nói anh chị em đơn giản như này, bây giờ anh chị em muốn dùng cái phần mềm này 1.000 một ngày, hay anh chị em muốn dùng cái phần mềm này là 1.000 10 ngày. Bây giờ 360.000 một năm, bây giờ Huy có cách này cho anh chị em dùng gì 30.000 một năm rồi, anh chị em có thích không? Cái phần mềm này nó có một cái hay ấy, đó là mình có thể là gì ạ? Chia sẻ cái tài khoản cho nhau. Hai người cùng dùng chung tài khoản mà nó không bị kích ra. Anh em đồng ý không ạ? Thì bây giờ mình lấy là gì ạ? Là bởi vì nó trong đấy nó có những cái video cá nhân nó nhạy cảm thôi, thì bây giờ anh chị em là gì ạ, là chia nhau là 360.000 một năm thì thôi mình mỗi người 120.000, ok không? Thì ba người dùng chung một tài khoản có 120.000 một năm thì nó quá rẻ luôn. 120.000 một năm là tính ra nó như vậy là 10.000 một tháng, một năm là 12 tháng đúng không, mỗi tháng 10.000, trời ơi bằng đi chợ đá có gì đâu. Mà dùng như vậy, anh chị em chỉ cần dùng khoảng độ tầm, anh chị em làm được khoảng độ 10 video, 20 video, 50 video, 100 video thì anh chị em là gì ạ? Là gọi là quá rẻ rồi còn gì. Mà ngoài cái thằng này ra nó còn nhiều cái thứ khác hay lắm nhá. Ví dụ cho anh chị em luôn. Nhiều cái hay cực, ví dụ này nhá. Ví dụ như là vẽ thông minh. Đây. Tôi nói ví dụ như này. Là Huy vẽ là con mèo đi. Con mèo nhỉ. Rồi. Đồng ý bắt đầu sử dụng. Vẽ con mèo hay là con khỉ gió gì đấy thì nó chả biết AI xem nó ra là con mèo hay con hổ. Ôi, anh chị em nhìn này. Nè. Anh chị em tưởng tượng là cái này anh chị em có thể áp dụng cái gì không ạ? Cho trẻ con nó nghịch. Trời ơi, mua về 10.000 một tháng cho trẻ con nó ngồi nó nghịch. Ôi giời ơi, hơi bị vui luôn. Đúng chưa? Đấy. Ví dụ để mô lên cho em. Đây, trẻ con nó vẽ nghịch ngoạc như này. Đấy chưa? Mà nó ra được cái hình ảnh đẹp long lanh. Đây, đúng chưa? Đấy. Chị em nhìn thấy chưa? Hay không? Ôi giời ơi, hay cực kỳ luôn. Đấy. Rồi avatar anime cũng thú vị. Select from album. Đấy, mình chọn một cái hình ảnh nào đó của mình. Đấy. Đấy.
Đấy, mình chọn cái hình ảnh nào đó của mình. Đó, nó tạo ra những cái gọi là hình ảnh khác nhau cho mình, avatar nhá. Đó, nó đã download cái avatar này về máy cho mình rồi đấy. Đấy. Ừ. Trông cũng ra gì mà này nọ phết. Đấy, rất nhiều cái avatar khác nhau. Đó, đại khái thế. Đúng không ạ? Đấy, mình có thể là gì ạ? Thay đổi kiểu tóc này. Đấy, cho đầu chọc luôn. Hoặc là đầu kiểu ít tóc. Nó không có kiểu đầu ít tóc, chỉ có đầu chọc. Đấy, quần áo. Đấy, mình có thể thay đổi quần áo. Đấy. Đó. Rồi, mặt nạ mình có thể trang điểm vào. Đấy. Được chưa? Đấy. Tạo ra những cái hình khác nhau. Rồi background. Đấy, mình có thể chọn background khác nhau. Đó, thấy chưa? Được chưa? Lưu vào. Đấy. Đấy, đại khái thế. Đấy là một cái chức năng nữa khác của nó. Được chưa? Rồi chúng ta có thể ghép ảnh này, rồi vẽ tay này, hoặc là chỉnh sửa hàng loạt này, không phải chỉnh sửa hàng loạt này, rồi chỉnh sửa ảnh cho nam này, ví dụ thế. Và mình có cái ảnh này, xong rồi mình kiểu này. Đó. Yeah. Nhiều lắm. Upscale này. Đó. Vẽ tranh với AI này. Yeah. Đó. Ví dụ như ở đây là chúng ta nhấn vào đây. Nhấn vào lịch sử này. Đấy, chúng ta nhấn xem chi tiết này. Thôi mình đi một vòng quanh nhà chơi đi. Ok. Anh em thấy không ạ? Đấy. Rồi chúng ta thậm chí là gì ạ? Cho nó tạo cái cho nó tạo cái to be like, oh my gosh, oh, oh my gosh, oh my gosh, oh, oh my gosh, oh my gosh, oh, oh my gosh. Anh em thấy không ạ? Mình chỉ cần lưu cái này về, xong đó là mình gì ạ? Mình nhân bản nó lên một phát thì là gì ạ? Là nó đông ngay. Đấy. Hoặc là mình có thể là gì ạ? Chọn cái phần này. Chọn cái phần này này. Đó là gì ạ? Nó sẽ tạo ra hai cái khung ảnh, một cái khung ảnh là video thật, một cái khung ảnh là video của mình. Được chưa? Thôi thì mình đi một vòng quanh nhà chơi đi. Ok. Đấy. Rất là đẹp, thú vị, lưu vào. Đấy. Hoặc là nó sẽ có những cái chuyển cảnh. Thôi thì mình đi một biến hình. Thôi thì mình đi một vòng quanh nhà chơi đi. Ok. Biến hình chưa? Biến hình chưa? Sang cái hình hình hoạt hình. Anh chị em thấy cái này có thú vị không ạ? Có xài được không ạ? Nếu như anh chị em thấy cái này xài tốt thì comment là phải xài ngay. Để xài ngay. Nhá. Cái này nên dùng. Riêng cái này thì khuyến khích là nên mua.
Có rất nhiều các phần mềm khác có thể tạo ra được cái hình hoạt hình này. Ví dụ như là anh chị em dùng cái Pixel này. Đấy, nó cũng có thể tạo ra cái hình hoạt hình nhá. Nó cũng có thể tạo ra những cái hoạt hình. Đấy, ví dụ như là đây. Đấy. Đấy. Đây. Đấy, đây. Đấy, thấy không? Ví dụ đây. Đấy. Được chưa? Nó cũng có thể tạo ra được cái hình hoạt hình. Nhưng mà sao ạ? À, nó rất là đắt luôn. Để mà dùng được cái tính năng này ấy, thì là nó mình phải mua. Và đây anh chị em này, một năm của nó bao nhiêu ạ? 1,3 triệu. Đúng không ạ? Một năm của nó là 1,3 triệu. Còn một tháng của nó là 260.000. Nào, anh chị em muốn mua một tháng với giá 260.000 hay là mua một năm với giá 260.000? 360.000 một năm. Đúng không ạ? Chúng ta muốn mua một tháng với giá 260.000 này hay là mua một tháng với giá 10.000? Chức năng thằng này thì tương tự như thằng đấy, không khác gì cả. Nhá. Chức năng của thằng này thì tương tự như thằng đấy, không có gì khác cả. Ok, mình đi một vòng quanh đảo chơi đi. Ok. Đây này. Ở đây là nó tạo xong Yohi rồi này. Đây nhá, vẫn là ở trên cái nền tảng của thằng này nhá. Đáng phải. Chưa xong. Ở đây là mình mới mới ấy thôi. Cái ảnh này của mình là ảnh sẵn rồi, có sẵn rồi. Nó chưa tạo luôn. Đấy, nó còn chưa tạo luôn. Đây, ví dụ như là mình làm cái hình ảnh này. Đấy. Không tạo được luôn, không có miễn phí luôn. Đấy, ra đây là bắt trả tiền rồi. Tắt đi thì nó lại gì ạ? Lại về nguyên si như cũ, chả có gì khác biệt. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? 260.000. Đó. Hoặc là một cái con khác cũng có thể làm được cái điều đó. Vì xóa mất rồi. Xóa đi. Mỗi lần là Huy test, rất là nhiều. Sau đó là Huy xóa bớt đi những cái con mà nó không cho dùng rồi là nói là Huy xóa bớt đi. Đấy. Nhưng mà con này là Huy thấy dùng được. Sắc nét đẹp và dạ, rất là dạ, là đặc biệt là nữ nhá. Nếu mà video là nữ ấy, thì tuyệt vời luôn. Đấy, nó sẽ rất là đẹp. Ví dụ như này nhá. Mình vào TikTok đi. Vào TikTok đi. Để anh được ngắm lên một chiếc sofa. Video này đang hot, mình sẽ copy cái video này vào. Chủ tịch ACB đang hot rồi, ok nha, mình sẽ download cái video này về. Rồi, mình sẽ download video trên TikTok này, đấy, download video trên TikTok này. Một tháng bigger. Nếu mà không mua ấy, thì nó sẽ gọi là có quảng cáo. Rồi, rồi download về rồi. Xong bây giờ là Huy đưa vào MeToo nha. Đưa vào MeToo này. Rồi. Đâu rồi? Video download rồi.
gần đây. Đây. Video để anh được ngắm nhìn đây một chiếc sofa. Để nghe một phút khi tìm đến khi nào. Để em được sống hơn bao nhiêu mùa thu. Để anh được ngắm nhìn đây một. Mỗi lần nó cho có 10 giây thôi anh chị em ạ. Cái dở của thằng này là nó cho hơi ngắn. Mỗi lần cho có 10 giây thôi. Đấy. Nhưng mà mình làm 10 giây mình ghép vào cũng được mà. Ok không ạ? Đấy. Bây giờ anh chị em tưởng tượng này, bây giờ là cái video của chủ tịch gọi là ACB đang hot dần dần như đấy, mình chuyển sang AI mình đưa lên thì sao? Anh chị em thấy không ạ? Đấy là một ý tưởng đấy anh chị em có thể xây dựng kênh cực kỳ ngon luôn, theo trend luôn. Chỉ việc đơn giản lấy video của người khác biến thành video hoạt hình đăng lên không dính vi phạm bản quyền luôn. Trừ cái âm nhạc thì mình không lo rồi. Âm nhạc thì bản quyền mình cũng có bán đâu. Mình không bán cái âm nhạc đấy cho nên là không có sợ gì hết. Riêng TikTok ấy, thì nó có một cái chức năng đấy là duet, tức là mình dùng lại cái âm nhạc đó. Đúng không ạ? Tức là khi mà cái bài nhạc đó nó có cái chức năng là duet thì là gì ạ? Là không vấn đề gì hết. Ví dụ như cái video này nó cũng copy ở đâu đó, nó về nó đăng lên thôi. Đúng không ạ? Nó chả bị vi phạm gì cả và vẫn dính, vẫn ăn xu thế, vẫn ăn gọi là đề xuất bình thường. Ok không ạ? Anh chị em thấy cách này có hay không ạ? Đấy, chúng ta có thể bắt trend, tìm những cái video nào trend, chuyển hoạt hình, thế là thành của mình. Và nó có cái hay đấy là kể cả hai thằng ấy cùng chuyển ra hoạt hình ấy, nhưng mà mỗi một frame ấy nó đều khác nhau. Anh chị em nhé, ví dụ như vẫn là video này, Huy tạo ra, Huy đưa lên đúng cái phần mềm này luôn. Nhưng mà một lúc sau Huy lại tạo đúng cái video này, đúng cái phần mềm này, nhưng mà hai cái frame nó lại khác nhau. Thế mới là thú vị, tức là thằng TikTok nó cũng là AI, anh em thấy không? TikTok nó là AI và nó cũng gì ạ? Nó cũng phân tích từng frame như này. Và các cái frame đấy nó gì ạ? Nó chỉ khác nhau một chút thôi, bởi vì nó so sánh các cái pixel. Đấy là lý do tại sao ấy, khi mà người ta re-up những cái video của người khác ấy, thì nó chỉ cần gì ạ? Thu nhỏ cái video đấy lại. Hoặc là gì ạ? Chèn thêm chữ vào, che bớt đi cái video đó. Thì thằng TikTok nó có phát hiện ra là re-up không ạ? Nó không phát hiện ra luôn. Đúng không ạ? Để mà re-up, cái kỹ thuật re-up ấy. Đấy. Thì mình thu nhỏ nó vào, phóng to nó ra. Đấy. Hoặc là gì ạ? Cắt bớt các cái frame đi. Thì nó không phát hiện ra luôn. Đó. Đấy là cái cách để mà mình re-up. Thì ở đây mình re-up bằng AI. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Re-up bằng AI. À, thì mình dùng một cái điện thoại thôi. Như vừa rồi ấy, là Huy đã sử dụng cái phần mềm để Huy download cái video xuống. Được chưa? Huy download cái video xuống. Sau đó là gì ạ? Là Huy up lên cái phần mềm này. Sau đó sao ạ? Đấy, ra rồi. Sau đó thì Huy sẽ dùng cái video này, Huy lại up ngược lên TikTok. Chất không? À, bao nhiêu anh chị đấy là rất chất à. Còn cái đoạn chữ kia nó bị sai gì á thì lúc mà mình đưa lên thì mình lại đựa chèn cái chữ của mình vào. Nào anh em thấy ok không ạ? Cái cách này có được không ạ? Bây giờ mình lại làm thêm cái đoạn thứ hai. Mình làm thêm cái đoạn thứ hai. Đấy. Để anh được ngắm nhìn đây một chiếc sofa. Để nghe một phút khi anh tìm đến khi nào. Cái đoạn này nhá thì nó là 10 giây đúng không? Bắt đầu mình sẽ kéo lên đến chỗ này. Đấy, tức là bắt đầu nó đoạn chuyển cảnh này. Để đến đoạn cuối mình. Đến như đoạn như một bông hoa. Rồi, mình lại cắt lấy 10 giây, mình lại up lên, mình làm phát nữa. Ok không ạ? Lại chờ 4 phút. Đấy, xong tí nữa mình up lên, mình làm cái nữa. Đấy.
phiên bản chủ tịch ACV AI lại hot dần dần luôn. Đấy, thì mình học video AI tìm cách mình ứng dụng vào trong thực tế và nó hiệu quả. Huy chỉ nói là gì ạ? Nó chỉ anh chị em chỉ cần sử dụng một trong số các cái chiêu của Huy đấy mà anh chị em ứng dụng vào mà nó hiệu quả thôi là anh chị em đã gì ạ? Đã cảm thấy là hài lòng, đã gọi là ngon rồi, đúng không ạ? Không cần phải dùng nhiều. Đó. Nhưng mà Huy thấy cái cách này rất là hay mà anh em ai cũng làm được và không bị trùng cái ý tưởng của nhau, không bị có dẫm chân lên nhau, mà gọi là thiên biến vạn hóa thoải mái luôn. Đó. Chắc chắn là sẽ rất thú vị đấy. Huy sẽ đưa lên cả TikTok này, Huy sẽ đưa lên cả Facebook này, Huy sẽ đưa lên cả Reel này, đưa lên YouTube này, đưa lên cả ấy luôn. Đó. Chắc chắn nó sẽ là một cái mẹo, một cái cách rất là hay, rất thú vị. Bởi vì nó đang trend rồi. Anh chị em tưởng tượng này, chen AI cộng với cả chen chủ tịch ACB. Đấy, đúng không ạ? Hai cái chen nhạc cũng rất là hay mà rất là thú vị đúng không ạ? Đấy, nhạc hay, nhảy đẹp rồi lại đang hot như thế. À, đúng không ạ? Đấy nha. Đó. Có đáng 10.000 một tháng, có đáng không anh chị em? 10.000 một tháng. Thôi anh chị em dùng riêng đi cho nó riêng tư. 360.000 một năm, coi mỗi ngày 1.000 đi, là một tháng là bao nhiêu ạ? Một tháng 30.000 thôi, dùng riêng đi cho nó thoải mái, gọi là sâu xanh đi. Ok không ạ? Nhá. Còn cái này ấy, nếu mà mình mua theo tháng ấy, thì trung bình nó khoảng độ đâu đó 50.000 một tháng. Nếu anh chị em mua theo tháng nó khoảng độ 50.000 một tháng. Mua theo tháng hay theo quý gì đó. Đấy, một quý nó khoảng 130.000. 140.000 gì đó. 140.000 một quý, tức là khoảng 40 mấy nghìn một tháng. Ok không ạ? Và đây là cái phần mềm mà Huy dùng nhiều nhất luôn. Kyber còn dùng còn ít nhé. Kyber còn dùng ít. Cái thằng này mới thằng dùng nhiều nhất, mà cái thằng này nó chuyển sang hoạt hình nó rất là đáng yêu. Nó rất là mượt mà. Nó yêu lắm. Nó không, thằng Kyber nhiều khi nó còn mẹ quay mòng mòng loạn xì gậu lên đúng không? Như vừa rồi đúng không ạ? Nhưng mà thằng này nó lên hoạt hình nó yêu lắm. Cho nên ở đây là Huy không bán cái phần mềm này đâu, Huy không có được đồng nào cái phần mềm này đâu anh chị em nhé. Nhưng mà đây là cái phần mềm Huy dùng nhiều nhất với AI hoạt hình, là Huy dùng nhiều nhất. Đấy. Thì có gì đâu, anh chị em chúng ta là chung một nhóm rồi, đúng không? Thì bây giờ là gì ạ? Một người đứng ra mua, xong rồi chia sẻ tài khoản cho người khác chỉ cần lấy email với cả mật khẩu đăng nhập vào, thế là xong, có gì đâu. Ok không? Nó giống như là cái Midjourney á. Giống như Midjourney có gì đâu. Nhưng mà với những cái người mà trong lớp học của Huy ấy, là Huy là hướng dẫn anh chị em cách để mà anh chị em gọi là tiết kiệm kinh tế nhất. Còn nếu bình thường với những cái người khác thì hoàn toàn Huy có thể là gì ạ? Huy có thể là cho dùng chung với cái giá cao hơn, mình có thể lãi một tí. Nhưng mà với anh em ở trong đã đóng tiền vào lớp học của Huy ấy, thì Huy chia sẻ hết. Huy không có gì ạ? Không có giữ lại cái gì cả. Ok không ạ? Chỉ có điều là anh chị em có nhiệt tình hay không thôi. Nhiệt tình comment nhiều thì mới chia sẻ với máu. Còn không nhiệt tình thì nó lại không máu. Anh em thấy nó yêu, yêu cực kỳ luôn. Hóa hình nó thế. Biến thành video ấy thành trong video hoạt hình mà nó yêu cực kỳ luôn. Rồi, đến. Để anh được ngắm nhìn về một chiếc đến đoạn chỗ vì sao. Đấy. Cắt thêm đoạn làm đoạn nữa. Đấy. Còn mấy cái này thì mình sẽ lưu về. Đấy. Rồi mình sẽ lưu thêm một cái gọi là phiên bản nữa. Mình sẽ làm một cái video này nhá anh chị em, tưởng tượng này là chúng ta sẽ làm được hai
Rồi, thêm một phiên bản nữa là cái phiên bản là biến hình flat này. Biến hình flat này. Đấy. Như vậy là gì ạ? Trong lúc mà gì ạ? Trong lúc cái kia đang chỉnh thì mình là gì ạ? Mình lại chỉnh cái này. Ok không ạ? Biến hình flat này. À cái thằng này thì nó có nó ghép nhạc của nó. Đúng rồi. Rồi. Đấy, biến hình flat này. À, gọi là một video này Huy làm ra 3 phiên bản khác nhau luôn, anh chị em có được không? Được không anh chị em? Đấy, xong bây giờ là gì ạ? Trong lúc thằng này chờ thì Huy vào cắt cắt. Đấy. Huy sẽ vào cắt cắt này. Đó. Huy sẽ gì ạ? À, có cái đây là phiên bản đầu tiên nhá. Rồi. Đấy. Đấy. Đây nhá, xong đầu thêm này. Đó, thêm này. Đã thêm. Đây. Đấy. À. Cho cái đấy thì cái kinh nghiệm của Huy ấy, đó là mình làm cái đoạn cuối ấy, nó chồng lên cái đoạn sau một chút cũng được. Đấy, thì nó cái nhạc nó sẽ mượt, lúc sau mình chỉnh ấy, thì nó sẽ mượt hơn nhá. Thì còn cái chữ này nó bị sai này, thì anh chị em làm nào? À, chúng ta sẽ chọn cái lớp phủ này. Đấy, chúng ta thêm cái lớp phủ này. À, chúng ta sẽ thêm cái thêm cái phần trắng vào đây này nhá. Đấy. À, chúng ta sẽ chọn cái lớp phủ này nhé. Sau đó là chúng ta chọn vào chỉnh sửa này. Đấy, chúng ta chọn vào cắt này. Đấy, chúng ta sẽ cắt nó thành một cái hình như này. Đó. Dạ. Đây. Đấy. Và chúng ta cắt nó xuống đi một nửa nữa. Nha. Chúng ta sẽ chọn vào chỉnh sửa này. Chỉnh sửa này. Cắt này. Cho nó xuống một nửa này. Được chưa? Đấy. À. Ok chưa? Đấy. Kéo dài cuối video này. Đấy. Xong chỗ này thì chúng ta sẽ thêm chữ vào đây. Được chưa? Thêm chữ vào đây. Đó là gì ạ? À, phong cách. Là chúng ta chọn chữ này đi. Đấy, phông chữ, chọn cái phông chữ nào đó. Dạ. Yeah. Đấy, mình sẽ ghi vào đây là gì ạ? Rồi. Xóa mất rồi.
Rồi, phong cách này. Phong chữ này. Rồi. À, chủ tịch ACB. Đấy. Đấy. Nhảy hát gây sốt mạng xã hội. Đấy. Phiên bản AI. Đấy. Đó. Đấy, kéo nó đây. Đấy. Kéo nó đây. Được chưa? Ok chưa? Đấy. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta lại quay trở lại bên Meitu. Đấy, xong rồi, ngon. Đấy. Đấy, chúng ta lại download về, được chưa? Đấy, chúng ta lại chọn thêm cái phiên bản này. Chúng ta download về. Ok chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta quay trở lại TikTok. CapCut chúng ta lại gì ạ? Đưa thêm cái phần này vào. Chưa? Đấy, cái này nó hơi trùng tí này. Kéo dài ra đây, được chưa? Đấy. Lớp phủ đâu, lớp phủ mình cũng kéo dài nó ra, đó, được chưa? Hình như là cái video này nó vẫn còn hay sao? Mình lại thêm một phát nữa, thêm cái đoạn cuối cùng như này, 1:07 cơ mà. Xong là mình lại làm thêm nhóc nữa. Làm sao mà nó khoảng độ dưới 1 phút thôi là ngon. Được chưa? Đấy. Trong lúc đấy thì mình lại quay vào CapCut mình chỉnh. Anh chị em muốn làm cho cái nhạc nó mượt hơn không? Đấy nhá, anh chị em vào phần âm thanh này. Đấy. Bắt đầu mình phải thêm vào phần âm thanh nhá. Đấy, mình chọn âm thanh từ tệp này, từ thư viện này. Từ tệp này. À không. Đây. Chỗ này nhá. Mình sẽ thêm một cái video nữa vào đây. Mình sẽ thêm cái video vào đây.
mình cái thêm cái video gốc nhé, cái video gốc này 1:08 này, thêm video gốc ở đây, xong rồi nhấn vào đây nhé, nhấn vào đây chúng ta chọn cái phần là trích xuất âm thanh này. Đó, đó là chúng ta xóa cái thằng này đi, được chưa? Đấy, đưa nó sang cuối này. Đấy, rồi anh chị em nhìn này. Đấy, còn thằng này thì mình tắt tiếng đi. Đấy, anh chị em thử. Để anh đừng ngã những ngày một chiếc sofa. Anh đã để luôn. Mình đến khi nào? Em được sống hơn như một bông hoa. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Bây giờ nhạc nó mượt luôn đúng không ạ? Đấy, dễ không? Đấy. À, nếu mình tắt đi cái lớp phủ rồi. Thêm cái lớp phủ vào đây. Kéo đi đoạn cuối. Đấy, anh em thấy không ạ? Rất là dễ luôn. À. Để anh được ngã những ngày một chiếc sofa. Để nghe một phút khi mình đến khi nào. Để em được sống hơn những như một bông hoa. Rồi, anh em thấy không ạ? Ok không? Ok chứ? Đúng ạ? Rồi, bây giờ chúng ta lại quay lại Medu xem lại có bản tiếp theo chưa? Đấy, lại có bản tiếp theo rồi. Đấy. Đấy. Đồng thời là chúng ta sẽ chọn cái này. Hai này. Rồi. Tao về. Đấy, sau đó lại quay trở lại cáp cáp này, thêm vào cái đoạn cuối vào đây này. Đấy, được chưa? Cái đoạn này thì mình tắt tiếng rồi. Rồi, âm thanh này. Đấy, âm thanh này. Đến đây thì mình ngắt nó đi này. Xóa cái đoạn cuối đi này. Rồi. Rồi, thế thôi. Để anh đừng ngã những ngày một chiếc sofa. Để nghe một phút khi mình đến khi nào. Để em được sống hơn những như một bông hoa. Giữa bầu trời phía xa. Cho anh có thể bay duy. Người ơi đừng nói nghe một khi rồi đi. Vì sao lại đến từ sau chết bao đi. Vì sao lại đi cô đơn thêm sâu. Rồi, demo thế cho anh em thôi nhé. Rồi. Đoạn này kéo xuống dưới này. Được chưa? Demo thế thôi nhé. Chứ làm cả phút thì nó sẽ mất thời gian. Bây giờ mình sẽ làm thêm cái này nữa. Đấy là gì ạ? À, học video AI cùng Nguyễn Quang Huy. Rồi. Thu nhỏ nó lại, đưa lên trên này. Rồi, để hiệu ứng này, độ mờ này, giảm độ mờ đi này. Đó. Rồi, kéo đến cuối cùng. Rồi, điều gì sẽ diễn ra? Để anh được ngã những ngày một chiếc sofa. Để anh được một phút khi mình đến khi nào. Để anh được sống hơn.
Thế chúng ta thì làm sao ạ? Xuất ra. Thế thôi. Ok chưa? Đấy. Xong là đăng lên. Được nhé. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta lại có thể là gì ạ? Là chúng ta có thể đưa vào đây cái phần mà tách đôi á, phần tách đôi nhá. Thì ở đây cái phần tách đôi nó là phần đây, bắt đầu từ là 1 này, 2 này, xong đến 3 này, 4 này. Đấy. Tách đôi này. Đấy. Thằng này là xóa đi, ui xóa là xóa mất cái luôn này. Xóa mất cái chữ luôn này. Nhấn back lại. Đấy. Đưa hết cái phần tách đôi lên trên đầu. Xem. Tách đôi lên trên đầu. Đấy, được chưa? Và bây giờ ấy, là chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái khung hình tỷ lệ. Đấy, tỷ lệ chúng ta để là 19:6. Đấy. Đấy, thì cái tách đôi này khi mà lên cái tỷ lệ 19:6 này thì nó lại rất là đẹp luôn. Hoặc là tỷ lệ 3:4. Đấy. Chúng ta để tỷ lệ 3:4 khá đẹp này. Hoặc là 47, tỷ lệ 47 là đẹp nhất. Đấy, là thôi, chúng ta để tỷ lệ là 19:6 này, ok này, được chưa? Đấy. Đó nha, mấy cái video thừa cuối này là mình vứt hết đi, xóa hết đi. Đấy, xóa hết đi. Đấy. Được chưa? Đấy. Như vậy là về cái phần lớp phủ này, cái phần văn bản này, văn bản đâu rồi, cái phần văn bản đâu, nó phủ mất luôn rồi, nó đi theo cái thằng video kia nó mất rồi, đây, đấy, thì mình kéo cái thằng này về. Kéo cái thằng này về. Đó. Rồi phần lớp phủ này. Đó. Mình kéo nó về. Đó. Mình đẩy lên trên này. Đấy. Đấy. Rồi. Mình lấy thằng này bây giờ mình xóa được rồi. Đâu. Sinh ra làm chủ tịch nhưng over hợp lại làm nghệ sĩ. Đấy. Chỗ này thì ví dụ như là phần âm thanh nhé, là phần chữ nhé, thì chúng ta lại thay đổi một chút về phông chữ này, phong cách này, đổi chữ cho con thì sang chữ màu đỏ đi. Màu đỏ đi. Màu đỏ. Để chữ thường màu đỏ. Nó khớp với cái bên trên về phông chữ này nó khớp với cái bên trên một tí. Được chưa? Xong rồi chữ Nguyễn Cao Huy này cho xuống sớm này.
Đó. Rồi, anh chị em xem cái thành quả nhé. Đấy, anh em thấy ok không ạ? Rồi, xong. Thế là chúng ta đã gì ạ? Xong hai phiên bản. Hai phiên bản khác nhau, đúng không ạ? Đấy, hướng dẫn anh chị em là cả là chỉnh sửa gọi là hậu kỳ luôn nhé, chứ không chỉ là ra cái gọi là ra cái thô mà ra gì ạ, ra cả cái file gọi là cuối cùng luôn, đúng chưa? Đấy, ra cả cái file cuối cùng luôn. Còn cái việc mà bây giờ chúng ta đưa lên TikTok thì là gì ạ? Đấy. Anh chị em thấy cái video này bao nhiêu lượt tim này không ạ? 255.000 tim. 255.000 tim. Rồi, chúng ta xem cái video này nó lên lúc nào nhé. Cái video này lên có 2 ngày thôi mà 25.000 tim. Mà thằng này ấy, nó chỉ có gì ạ? Có 10k follow thôi, chứ không phải có nhiều quá nhiều follow nhé. Thằng này có 10k follow thôi, rất là bình thường đúng không ạ? 10k follow rất bình thường đúng không anh chị em? Đấy. Đấy. Các cái combo vạn người mê như xoài ca chủ tịch ACB. Siêu phẩm lột sạch. Đấy. Thằng này nó là gì? Hàng hiệu chính hãng top 1, nó là bán hàng. Đó. Vậy mà gì ạ, cái video này cao rồi, 300k tin rồi, vừa nãy mới 255k tin, bây giờ đến 300k tin rồi anh chị em ạ. Kinh khủng không ạ? Trong khi những video khác của thằng này anh chị em thấy không ạ, nó chỉ có khoảng độ 5.000 này, 500 lượt xem này. Đấy, lượt xem nhé, chưa phải tin nhé. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Là thằng này nó bắt chen nhé, nhìn thằng này nó bắt chen này. Là bắt đầu từ cái này nó bắt chen một loạt luôn này. Anh chị em thấy không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cái video nó bắt chen. Nào, anh chị em thấy không ạ? Đấy, ở bên dưới này thì vẫn là chị mụn với cả bán hàng ABC nhé. Đấy, được chưa ạ? 10k follow thôi, không quá nhiều. Thế mà một cái video này nó 300.000 tim. Không biết là bao nhiêu cái để anh được ngắm lên một chiếc sofa. Bao nhiêu lượt xem. Để anh được ngắm lên. Vẫn một cái bài nhạc ấy thôi. Ok, đăng. Tải lên. Chọn tất cả. Ok. Chọn cái thằng này trước. Ok. Để anh được ngắm lên một chiếc. Đấy, ok, đấy, chủ tịch ACB, đấy, phiên bản AI, đấy, hashtag này, đấy, chủ tịch ACB, quấy, này, anh chị em nhìn này, đấy, 48,4m lượt xem với cái hashtag mới này. Đấy ạ. Ừ. Rồi hashtag tiếp theo. Đấy là gì ạ? Đây là cái gì Hà Huy Hùng? À,
Hùng Huy cái gì đấy, Trần Hùng Huy, Trần Hùng Huy đấy, Trần Hùng Huy này 79 triệu lượt xem này, anh chị em thấy kinh khủng chưa đấy, nhảy dưới mưa đấy. Rồi ạ. Đấy, video AI. Đấy, xong thêm tên mình là Nguyễn Quang Huy. Đấy, được chưa? Rồi, thế thôi, xong rồi mình ạ, mình đăng thôi. Đăng gì ạ? Mai đây khi nắng lên. Thu nhập kiếm được, không thấy cái thằng lúc nãy, không thấy cái thằng lúc nãy là nó re-up đến 25 cái video của ông chủ tịch này, nó có vi phạm cái gì không? Trời ơi là trời, tình yêu đó anh chỉ trao cho nó còn nguyên si cơ, còn đây mình đã gì ạ, mình đã chuyển biến thành AI rồi, nó là bản quyền của mình rồi. Trời ơi là trời, tức là ở đây mình lách qua TikTok thôi chứ còn không có ai đi kiện mình đâu. Được không anh chị em? Kể cả mình có lấy Ngọc Trinh mình đưa lên TikTok thì chẳng ai đi kiện mình hết, kể cả mình lấy Ngô Ngọc Hà hay là lấy gọi là Sơn Tùng MTP hay là Jack hay là các kiểu Mono các kiểu thì cũng không ai đi kiện mình đâu, anh chị em yên tâm đi. Bởi vì sao ạ? Mình làm cho người ta nổi tiếng hơn, người ta còn cảm ơn mình không hết. Được không? Đấy, xong rồi anh chị em đăng thêm cái clip kia nữa, tí nữa đăng, tí nữa đăng. À. Ok nhé, đấy, ví dụ đấy. Ví dụ đấy. Rồi, hôm nay học thế thôi, học thế cho chất. Học ít cho chất, học nhiều nó lại không chất. Đăng thầy đi. Chủ tịch ACB về bảo mạng xã hội phiên bản AI để đăng view 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 đăng lên Instagram luôn. Dạ. Nhấn chia sẻ. Đấy, hay là mình đăng lên view. Mua cái Meitu không phải mua cái Win. Win K thì nó đắt hơn mà Win K không hay bằng thằng Meitu ấy, nó còn có nhiều cái ứng dụng khác mình dùng được. Thằng Win thì nó ít ứng dụng lắm. Nha. Here's an amazing product you probably had no idea existed. À, cái thằng này nó bị dính TikTok rồi.
shop thì chỉ được thằng này thôi. Để anh được ngắm những ngày một chiếc sofa. Để nghe một phút khi mình đến khi nào. Để em được sống hoa vui như một bông hoa. Để anh được ngắm những ngày một chiếc sofa. Đấy. Làm nó có phải có cái gọi là ứng dụng nhá, ứng dụng. Rồi. Chủ tịch. Bạn tây ai. Chủ tịch SCB. This piece has two cameras in it that face towards your TV screen so it can see all the different colors that are being displayed on it. Because once the LEDs are installed on the back and everything is connected and ready to go, check this out. Anh chị em thấy là cái video hoạt hình nó có giống hệt cái video chính đâu. Đăng lên TikTok. À, thì vừa rồi Huy đăng lên một loạt đấy, 3-4 cái luôn đấy, 4 cái nền tảng luôn đấy. TikTok này, Facebook Reel này, Instagram này, YouTube này. Được chưa? Vừa rồi là hướng dẫn anh chị em là sử dụng, bắt đầu là từ cái việc mà download cái video trên TikTok về nhé. Sau đó là mình chuyển nó sang AI nhá. Sau đó là ghép vào bằng CapCut nhá. Sau đó là gì ạ? Đăng lên trên các cái nền tảng nhá. Tất cả là gì ạ? Là chọn gói một cái người luôn. Cái này là lớp K1 nó không có được học đâu. Đúng không? Có anh em chị em là K1 không? Không được học cái này đúng không? À. Được chưa? Ok. Rồi, hôm nay thế thôi nhé. Đấy, anh chị em làm đi, xong rồi ra tác phẩm đi, gửi lên nhóm, mai lại học chiêu khác. Chưa thấy gì cả, chỉ mới thấy ý tưởng. Nãy giờ nói, cho nãy giờ thực hành gọi là làm chi tiết đến như thế rồi, cho xem màn hình từ đầu đến cuối như thế mà bảo chưa thấy gì cả là như nào. Anh Hồ Ngọc Băng ơi, anh bật mic lên nói xem nào. Nãy giờ hướng dẫn chi tiết đến như thế rồi mà vẫn bảo chưa thấy gì cả. Không hiểu nổi. Anh muốn thấy cái gì nào? Rồi. Bây giờ nhé, bài tập về nhà này. Anh chị em chúng ta sẽ tìm một cái video nào đó nó gọi là theo trend. Sau đó là đưa vào Kyber và Metu để chuyển nó thành video hoạt hình. Được chưa? Sau đó thì chỉnh sửa bằng CapCut hay bằng cái gì đó cũng được, không quan trọng nhé. Huy là Huy dùng CapCut. Được chưa? Sau đó là gì ạ? Đăng lên trên các cái mạng xã hội. Sau khi đăng lên trang các mạng xã hội rồi thì mình gửi cái đường link cái trang mạng xã hội đấy của mình vào trong cái gì ạ?
vào trong cái nhóm K2 làm video hoạt hình với AI ấy. Được chưa? Ok không? Anh chị em nắm được bài tập chưa? Ai nắm được bài tập rồi thì comment là số 1 này. Đấy. Rồi Hằng, Phạm Hằng giúp anh hoặc ai đấy giúp Huy tóm tắt cái bài tập nhá. Tóm tắt bài tập nhá. Tức là làm theo đúng cái bước mà Huy làm ấy. Đúng không ạ? Lên TikTok hoặc lên Facebook Reel hoặc lên YouTube Short, cái gì cũng được. Chúng ta tìm một cái video nào đang hot trend, đang nhiều lượt tương tác, chúng ta download nó về, tìm cách nào đó download nó về. Được chưa? Download nó về thì vừa rồi Huy có hướng dẫn là dùng cái phần mềm là TikTok. Cái phần mềm TikTok dùng ngay trên điện thoại luôn, còn anh chị em dùng máy tính thì nó quá dễ rồi. Dùng trên máy tính thì anh chị em dùng luôn cái phần mềm Cốc Cốc này thì nó đào được hết. Được chưa? Đấy, Cốc Cốc này nó đào được hết. Muốn đào cái gì? Muốn đào cái gì thì nhấn vào đây phát là gì ạ? Là đào về thôi, nó chọn cho hết đây này. Kể cả là diện là 2K Full HD, nhấn vào đây phát nhấn tải về là xong hết. Kể cả là TikTok cũng vậy, được chưa? Kể cả TikTok vào Cốc Cốc này đào được hết. Chả có gì mà không cần phải cài thêm cái gì cả. Đúng không ạ? Đây hỏi, em đứng ở bao giờ? Đây, chỗ này chị em nhìn này. Này, có chữ tải về này. Đấy. Anh đúng em lý thở được lên xong anh nói với con chó được. Đấy. Có cực. Anh ngủ xuống sang lên nói từ con chó. Thầy ơi, thầy chưa xem màn hình nhỉ? À, chưa xem màn hình. Đấy. Thì ở đây này, nó có cái phần... Đây, mình tắt đi, mình xem cái video khác nhé. Đấy, nó có cái nút tải về đây, mình nhấn tải về đây. Đấy, file MP4 video này. Đấy. Đấy, sau đó mình nhấn vào đây là mình có thể xem được cái video này. Đấy, đây là xem offline anh chị em nhé. Đấy, đây là mình đã download được file về máy tính của mình. Sinh ra được bao bọc nhưng lần không bóc cả mặt. Và công nhận bạn có tài mà. Bạn cứ bảo biện bạn bất qua. Bạn chỉ sự ít nhá, xong lại tự phụ mình ở nhà. Đấy, thì những cái video ca nhạc ấy là những cái video rất là dễ để mà lên xu hướng anh em ạ. Những video ca nhạc rất dễ lên xu hướng và rất hot luôn. Cho nên là gì ạ? Đây là một trong những cái ý tưởng mà anh chị em có thể sử dụng video AI để có thể biến những cái video ca nhạc mình re-up thành cái của mình, sau đó là mình đưa lên. Anh chị em thấy là cái bài hát này nha, nó cũng là re-up thôi, đúng không? Nhưng nó ghép với một cái bài, hai bài hát nó ghép vào với nhau thành cái của nó và nó lên bao nhiêu ạ? 1.4 million 1,4 triệu tim. Anh chị em thấy không ạ? 1,4 triệu tim chỉ đơn giản là gì ạ? Ghép một cái bài nhạc của thằng khác cộng với cả một bài nhạc của thằng khác, không phải của mình, ghép vào với nhau, thế là gì ạ? Thế là thành của mình. Được không? Đấy, thằng này thì là 1,6 triệu follow rồi, nó cũng kinh nhỏ. Nhưng mà về cơ bản là như vậy. Phiên bản đời thật thì trong cái thùng này. Đấy, nhá. Quay báo giật phiên bản. Ok, được không? Anh chị em thấy hôm nay thấy được chưa? Tick down. T-I-K down. Ok không ạ? Đấy. Và khi mà mình đã được có một cái video AI theo trend và video ca hát như này rồi nhá. Việc của mình đó là gì ạ? Việc của mình đó là mình đăng lên bốn cái nền tảng xã hội khác nhau, bao gồm TikTok, Instagram, Facebook Reel và YouTube Short. MeToo không thấy làm video AI, đấy là mình có hai cái lý do mà mình không nhìn thấy video AI, đó là một, nó bị ẩn ở với cái trang bên cạnh,
Lúc đấy anh chị em thấy không ạ? Quý vị lướt sang, dùng cái ngón tay lướt sang bên cạnh. Nó có 2-3 trang ấy, lướt sang bên cạnh. Cái thứ hai đó là mình chưa cài cái thằng WinK. Cái này cái mẹo là chị ạ, là chỉ có Huy có thôi nhá, người khác không có đâu. Nếu mà cài WinK rồi nhá thì mình lướt sang bên cạnh là thấy. Rồi rồi. Thấy chưa? Không Win, không phải WinK, trời ơi. Cài cái WinK là được rồi, còn khi mà mình vào Meitu ấy thì mình lướt sang cái bên cạnh người nó có 2 trang. Đúng không? Đây này. Khi mà vào đây này, nó sẽ có thể ở với trang thứ 2 này hoặc là trang số 3 này. Anh chị em nhìn về trên trên màn hình này, Huy đang lướt cái phần này này, nó có 2 trang này này. Nó có thể ở trang thứ 2, trang thứ 3. AI hoạt hình ấy, nó có thể ở trang số 2, trang số 3. Thấy chưa? À rồi đúng không? Đấy, ôi giời. Hiểu rồi. Nào, anh chị em có câu hỏi nào không? Thật nhanh nào. Đặt câu hỏi thật nhanh nào. Vướng chỗ nào hỏi ngay. Không là mai lại không hiểu gì đâu. Nếu mà anh chị em là hiểu rồi thì comment là ok. Đấy. Tích đào thì mua có 19.000 một tháng thôi. Đấy, ở đây nhá, anh chị em có thể dùng tích đào này. Anh chị em mua là 19.000 một tháng này. Được chưa? Thì mua cả năm luôn. Đấy. Cái thứ hai là mình dùng một thằng tích đào khác. Được chưa? Thì thằng này thì cũng phải mua. Nhưng mà thằng này thì là 500.000 một tháng. Thằng này là 500.000 một tháng. Ok không? Đó. Cũng là một thằng tích đao khác. Nên thằng này là 500.000 một tháng. Còn thằng kia là 19.000 một tháng. Tùy anh chị em chọn. Còn nếu như mà mua cả năm nó là 1.3 triệu. 1.3 triệu thì tức là nó cũng rơi khoảng độ đó là hơn 100.000. Hơn 100.000 một tháng. Còn thằng kia là 19.000 một tháng. Được chưa ạ? Tùy anh chị em lựa chọn nhé. Vậy thì dùng đấy rồi. Đấy, dùng miễn phí thì nó cũng cho dùng miễn phí, nhưng mà nó có quảng cáo, với cả nó chỉ cho dùng miễn phí thì có một số lượng nhất định thôi. Thứ ba nữa là thằng SnapTip. SnapTip. Thằng này thì đỉnh hơn. Thằng này thì nó có nhiều tính năng hơn. Đấy. Thằng này thì là chọn đời là 800.000. Còn một tuần thì là 129.000, tức là 130.000 một tuần. Đấy, và một tháng của nó là 4 tuần thì nó rơi vào khoảng độ tầm 520.000. Đúng không nhỉ? Đấy, khoảng đấy, khoảng 520.000 gì đó. Ok chưa? Nào, anh chị em muốn dùng một tháng 520.000 hay là muốn dùng một tháng 19.000, tùy anh chị em lựa chọn. Được chưa? Còn mình dùng một năm trong đầu mình cần thiết thì mình mua thêm cũng được, chứ còn không cần thiết phải mua trọn đời, chả biết nó đời nó được mấy ngày, đúng không ạ? Nhá. Ok, được chưa? Thằng này thì nó có một cái chức năng nữa, đây là chức năng vẫn thế thôi. Đây này, thằng này hay hơn này. À không phải, thằng này là cái app để tạo ra nhạc với AI. À, dùng thử, thằng này là 340.000 một năm. Thằng này là tạo nhạc với AI. Tạo video âm nhạc với AI.
cũng từ video thường sang sang video video nhạc. Đấy, thằng này thì Huy cũng là test thôi. Đấy. Đấy, cho nên là Huy hướng dẫn là cái phần mềm là anh chị em thì cứ dùng phần mềm đó thôi, bởi vì nó Huy là Huy test rất nhiều phần mềm, thậm chí là bỏ tiền ra mua rất là nhiều phần mềm, sau đó là gì ạ? Sau cuối cùng là vứt đi, tức là mình mua xong rồi mình dùng nó chán ấy, không phải là thằng nào mua cũng dùng cũng ngon đâu. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là Huy đã phải test, đã phải thử nghiệm rất nhiều rồi, anh chị em cứ thế mà làm thôi nhá. Ok không ạ? Đấy. Mua thì nhất định bây giờ nha, anh chị em tưởng tượng này, bây giờ chúng ta re-up video với AI, nó là một cách re-up cực kỳ là thông minh và cực kỳ là theo trend, và TikTok không bao giờ nó chặn cái video của mình bởi vì mình re-up một cách gọi là có gì ạ, có chỉnh sửa. Nó sợ nhất TikTok nó sẽ chặn cái video của mình, nó không đưa video của mình lên xu hướng nếu mình đưa re-up một cách gọi là không có chỉnh sửa, tức là mình không có hàm lượng chất xám ở trong đó. Anh em tưởng tượng không ạ? Nếu mà mình re-up mà không có hàm lượng chất xám nó thì là TikTok nó không thích đâu. Nhưng nếu mà mình có sự đầu tư chất xám một chút, mình tạo ra cái sự sáng tạo, bởi vì TikTok nó rất thích sự sáng tạo anh em. Thế thì sáng tạo, cái nguyên lý của sáng tạo ấy, đó là gì ạ? Làm những cái thứ mà cũ trở nên mới. Đơn giản đấy thôi, nó là sáng tạo. Anh em đồng ý quan điểm này không ạ? Chúng ta chỉ cần làm những thứ cũ trở nên mới, trở nên hấp dẫn, thú vị hơn. Thế là sáng tạo rồi, chứ không cần phải làm những cái gì nó mới hoàn toàn đâu. Ví dụ như ngày xưa Huy làm TikTok, nó chỉ đơn giản là gì ạ? Thấy cái kịch bản thằng nào hay thì mình copy về mình làm theo cái phiên bản của mình, thế thôi. Thế là đã là ngon rồi, thêm vài câu vào nữa lại ngon hơn nữa. Còn ở đây mình có một cái công cụ để mà mình gọi là xào xáo video re-up mà cực kỳ ngon mà không phải lo rồi. Quá đỉnh luôn rồi. Ok nhá, thì bài tập về nhà có rồi. Anh chị em cứ làm bài tập đi, sau đó là gì ạ? Gửi link lên trên nhóm. Đồng thời là anh chị em gửi lung tung, sau đó là những anh chị em ở trong nhóm ấy, thì mình vào mình like, mình share, mình comment cái video của bạn mình cho nó zoom, cho nó gọi là đẩy view nhau một tí, được không anh em nhé? Ok không ạ? Anh chị em ok không ạ? Ok thì comment là gì ạ? Là ok đi. Rồi, hôm nay học đến đây thôi nhé, 11 giờ rồi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả anh chị em. Cả nhà đã nghe rõ với cái phần bài tập của thầy vừa chia sẻ cho em, cũng em đăng ở trên nhóm rồi ạ. Cả nhà đọc và làm thêm hướng dẫn, đúng không ạ? Và thầy ơi, thầy có video của ngày hôm nay học đúng không thầy? Hôm nay có. Vâng, thầy đúng là thầy có thể gửi link luôn trên nhóm giúp em ạ. Ok. Dạ vâng, em thấy là có anh Hồ Ngọc Băng trong cái quá trình mình học ấy, thì mình có rất là nhiều những cái câu hỏi rất là hay là những cái ý kiến rất là hay. Anh có thể bật mic lên và chia sẻ về cái phần buổi tối ngày hôm nay học đúng không ạ? Trong khi chờ đợi anh Hồ Ngọc Băng bật mic nhá, thì em có thể mời chị Hồ Hồng Hạnh, ngại lắm ạ, không có gì đâu mà ngại anh ạ. Hồ Hồng Hạnh chưa thể bật mic lên chia sẻ và cảm nhận với chương trình học buổi tối ngày hôm nay, thầy chia sẻ ạ. Chị có cái điều gì mà chị chưa hiểu hay là đang có những cái thắc mắc nào thì chị có thể chia sẻ và thầy có thể giải đáp luôn ạ. Em ơi. Xin chào thầy và tất cả lớp mình ạ. Thì thực ra thì Hạnh thấy rất là cái buổi học hôm nay của thầy chia sẻ rất là hay và rất là bổ ích cho những người mà là những người như Hạnh là mới biết được đến cái AI này mình thấy nó rất là thú vị. Và trong cái buổi ngày hôm qua mà thầy có dạy vẽ đấy thì thầy giới thiệu thì Hạnh thấy rất là hay và Hạnh đã đăng ký để học. Thì cái buổi học ngày hôm nay của thầy hướng dẫn nó tỉ mỉ hơn, nó chi tiết hơn là cái buổi hôm qua. Buổi hôm qua thì Hạnh thấy nó rất là
và rất là nhanh ấy, khó hiểu, nhưng mà hôm nay thầy dạy thì dễ hiểu hơn rất nhiều. Và không biết là mình có làm được hay không. đang cố gắng và mình nghĩ là mình có thể làm được. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị và em tin chắc rằng là chị sẽ làm được thôi. Và trong cái quá trình mà chị làm, đúng không ạ? Trong quá trình mà chị làm, chị thực hành ấy, thì có cái điều gì mà chị đang vướng thì có chị có thể nhắn tin lên nhóm. Đó, hay là có thể nhắn tin cho em, thầy Huy, chị Phương. Mọi người sẽ sẵn sàng hỗ trợ mình, đúng không ạ? Để mình sẽ có những cái tác phẩm trong cái quá trình mà mình học. Và em rất là mong muốn một người mà đã học K1 và ngày hôm nay học K2 thì có thể chia sẻ với cảm nhận của mình là K1 nó có khác K2 hay không, đúng không ạ? Và cái cảm nhận ngày hôm nay mình học gì, em xin mời anh Huỳnh Quang Linh. Alo ạ, em mời anh Huỳnh Quang Linh chia sẻ với cảm nhận của mình trong buổi học buổi tối ngày hôm nay ạ, khi mà anh đã học K1 và ngày hôm nay thì được thầy có sự yêu ái mình học K2 ạ. Hôm nay thầy bổ sung những cái mới, học được những cái mới thêm, và qua K1 thì qua K2 thì mình nắm thêm những điều mình chưa theo kịp. Nắm những cái điều để mình thực hành thuận lợi hơn. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Vậy thì trong cái quá trình là mình học ấy thì mình còn chưa hiểu cái chỗ nào không ạ? Hay là mình đang vướng ở đâu thì anh có thể hỏi ạ? Alo ạ? Để khi mình thực hành tiếp, khi nào thực hành xong thì khi nào tiếp khi dướng thì sẽ hỏi. Dạ vâng, vậy thì cả nhà nhớ là bài tập khi mà thầy vừa giao, sau đó thì mình trong cái quá trình mà mình làm ấy thì mình sẽ vướng ở đâu và mình hỏi luôn ở đấy, đúng không ạ? Mình có thể nhắn tin lên trên nhóm hay là nhắn tin trực tiếp. Thì đó là cái việc của mình, và để làm sao mình hoàn thành cái bài tập được một cách tốt nhất. Và em rất là mong muốn rằng là trong cái buổi học tối ngày mai là mình, tất cả anh chị em mình đã hoàn thành bài tập để mình có thể xem những cái tác phẩm của nhau trong cái quá trình buổi học buổi 1 ngày hôm nay được thầy chia sẻ, được không ạ? Và như anh chị em mình cam kết là mình sẽ làm bài tập và nộp lên trên nhóm thì mình nhắn tin là cam kết ở phía dưới nhé. Mình sẽ nhắn tin là cam kết xuống phía dưới để mà mình đã làm xong. Anh Hồ học băng rất là nhanh. Thế mà vừa nãy bảo thầy là chưa có gì thầy nhỉ? Thế mà có gì nữa thì chắc là chưa thấy gì mà đã thấy video của anh rồi. Anh Hồ Ngọc Băng này có cái video là đã đưa lên nhóm là đã nhìn trông đã đẹp rồi này, anh em nhìn này. Đấy, được chưa? Được của nó đấy chứ. Đấy, video này mà không hot mới lạ ấy. Video này mà không nhiều tim, nhiều like, nhiều follow mới lạ đấy. Được không? Đấy, chuẩn bị thành TikToker AI sau khóa học của thầy. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Anh chị em là gọi là xây kênh ấy thì là đảm bảo luôn là sẽ lên rất nhanh, chỉ cần chịu khó thôi. Em thấy chị Hạnh cam kết này, anh Huỳnh Quang Linh cam kết này, chị Phương Phương à, chị Phương hay anh Phương đấy ạ, không ai kiện mình, đúng rồi ạ, chuẩn luôn. Em cảm ơn thầy ngày hôm nay đã chia sẻ với tất cả anh chị em những kiến thức rất là hay, và em xin chúc em cảm ơn tất cả các anh chị em đã cùng nhau học tập trong buổi tối ngày hôm nay và cùng nhau áp dụng những kiến thức của thầy để mình có thể làm ra những cái video triệu view, đúng không ạ? Và mình khi mà mình đã có kết quả rồi thì mình hãy đừng quên là nhắn tin lên trên nhóm để có thể chia sẻ cùng mọi người, đúng không ạ? Và em xin chúc thầy và chúc tất cả các anh chị em trong buổi Zoom, buổi học ngày hôm nay ngủ ngon ạ. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào 19:30 tối ngày mai, được không ạ?
Chúc thầy cùng với tất cả các anh chị em ngủ ngon nhá. Vâng.